Giỏi, đây, để đây, để đây. Dạ, alo công viên này má. Dạ, vừa con qua liền. Dạ má. Ăn thêm muỗng nữa nha con. À, muỗng thôi. Trà này ngon dữ ha. Tôi hỏi coi, cô mới sắm mời sáng giờ mà bà với cô con nhái đi đâu mà cả buổi sáng vậy? Định đi kiếm trường cho thằng nhỏ. Ủa, kiếm trường gì? Tính đem nhỏ gửi hả? Thì tụi nó tính vậy đó. Không được à, cái này là tôi phản đối nha. Ông bà ngoại còn đang chi, sao không gửi? Thì tôi cũng có nói đấy chứ. Nhưng mà tụi nó nói á, cho thằng nhỏ đi học để cho nó ngoan. Tôi đợi nó qua tôi hỏi cho ra lẽ mới được. Người ta không có người coi con, thấy không? Chẳng đặng đừng đó, người ta mới cái đem con đi gửi. Không biết cái tụi này nó tính làm sao nữa vậy cả. Thì đó, ông gặp tụi nó, ông nói gì ông nói đi. Chứ còn tôi á, tôi bó tay rồi đó. Rồi mới qua rồi. Ôi trời ơi. Nghe. Nghe tí hỏi nè. Nghe má mày nói đó là hai chồng mình tính đem cốc đi gửi hả? Dạ, tại mấy bữa nay á con cũng bận. Con định kiếm trường cho nhỏ nó học á. Bận thì cứ đem qua đây. Tao với má mày ở nhà lủi thủi ra vô như hai khỉ già vậy đó. Sao không gửi? Đúng rồi đó. Con bận á thì cứ đem qua đây má giữ cho. Gửi người ta làm sao bằng người nhà mình giữ. Dạ. Rồi, để bà thay đồ cho mát nha. Rồi. Trời đất ơi. Nhát. Sao mà bầm dữ vậy nè? Gì bầm? Hôm qua tôi tắm đâu có thấy đâu. Trời ơi, tội nghiệp cháu tôi dữ ha. Con. Cái vết bầm này còn mới nè. Nhát. Mà dữ con cái kiểu gì mà con bị bầm gì không hay vậy nhát? Hồi sáng con đi công chuyện với má. Con đâu có canh thằng nhỏ đâu tía. Gì em? Anh nghỉ tay đi. Vô canh thằng Cóc giùm em. Em đi qua bên nhà má, em chở má đi công chuyện. Ủa, má nào? Má ớt. Em đi đi, để nhỏ anh coi cho. Thôi, không có được. Bây giờ vô nhà liền đi, nhỏ nó ở trong mình á. Rồi. Anh bẫy cò. Anh bẫy cò giữa thằng nhỏ. Dạ thưa tía, thưa má mới qua. Mấy con? Dạ. Nhỏ sao mà nó bị bầm dữ vậy con? Ủa con nó bị sao vậy má? Nếu tao mà biết á, tao đâu có gọi mày qua đây để hỏi. Nè, hai vợ chồng mà giữ con kiểu gì mà con mày bị vậy mà mày không biết hả? Anh nhớ kỹ lại coi, anh có làm té nhỏ không? Anh đâu có làm gì đâu. Không biết còn bị thương chỗ nào nữa không nữa à. Hai chồng bị gì đi. Dạ. Để tôi với má về. Để đó. Để nhỏ đây cho má. Tụi bây giữ tao không yên tâm. Dạ, để chồng con giữ nó được mà má. Má, tụi con giữ được mà. Hai đứa bay á. Một đứa thì bận rộn, đứa thì lơ đễn. Để nhỏ tao giữ cho chắc ăn. Nhưng mà má. Không có nhân nhị gì hết á. Hai đứa mày cứ đi về đi. Để nó đây tao. Khi nào mà tao thấy không ổn á, tự tao biết đem gửi. Anh biết tại sao nhỏ bị vậy luôn á.
Bây giờ ở nhà nè có hai đứa mình thôi à. Anh nói thiệt với em đi, anh có làm gì thằng nhỏ không? Trời ơi, thiệt tình là anh không có làm gì hết trơn, anh thề luôn á. Vậy thì trước mấy cái dịch bọc đó ở đâu ra? Sao anh biết được? Ờ em, có ai nào thằng nhỏ bị chó ma cắn không? Có những lúc á, anh, người anh cũng bị bầm á, không biết tại sao. Cái anh hỏi người ta nói chắc bị chó ma cắn á. Anh bầm á, tại do tối ngủ, quơ tay anh múa chân, đụng vô mấy vách tường nè, thì anh bầm thôi. Cũng đúng ha. Rồi bây giờ tía má đòi giữ nhỏ dần tính sao giờ? Thôi trước mắt á thì cứ để cho tía má giữ đi. Thời gian sau tía má quên, tía má cũng trả gì cho mình mà. Cô Hồng. Ủa Tư, qua chơi hả? Qua mua cà phê cho ông Tư. Ừ. Sao không qua đi uống cho nó ngon rồi nói chuyện cho nó vui, tự nhiên cái mua gì? Ổng ở nhà giữ cháu ngoại. Trời ơi, công nhận cưng dữ ha. Vậy mà không chịu ẩm qua đây cho người ta nựng ké một cái. Trời ơi, bảo bối của ổng đó. Vậy hả? Ổng không có cho Na đi đâu hết trơn á trời á. Cô biết không, hôm qua nhìn thấy trên mình thằng nhỏ có một vết bầm thôi mà hả, ổng sốt ruột quá trời luôn á cô. Trời đất ơi, sao vậy, té hả? Ai mà biết. Nhái á, nó nhờ thằng Bảy Cò coi giùm. Mà hỏi thằng Bảy Cò á, nó cũng nó không biết. Mà nó cũng không có làm té thằng nhỏ nữa. Thằng Bảy Cò dữ hả? Ừ. Cô Hồng, bộ có chuyện gì hả? Không không, đâu có chuyện gì. Có chuyện gì? Cô nói tôi biết đi. Không có, chuyện người ta, chứ không phải em có ý gì hết trơn á. Cô cứ nói tôi nghe đi. Tư nè, dạo này Tư có hay coi trên báo đài, trên TV á, có hay có những câu chuyện động trời, những câu chuyện kinh khủng, khủng khiếp, có không? Trời ơi, tôi có hay nghe nói cái chuyện mà cha dượng hay đánh con vợ, rồi mẹ ghẻ hay đập con chồng. Tự nhiên cái bây giờ em nghe câu chuyện này, cái em liên tưởng cái vụ... Cô, ý cô là cô nghi thằng Bảy Cò nó đánh cháu tôi. Có à nha, cái là chuyện người ta chứ em không có ý gì, em có nói Bảy Cò đâu nha, chuyện người ta. Cô nói á, tôi thấy cũng hợp lý. Chứ thằng nhỏ bị vậy mà hỏi nó không biết là sao? Có khi nó cũng không biết thiệt. Tôi thấy thằng Bảy Cò nó không có giống nói dốc. Với lại nó cũng thương thằng nhỏ lắm mà. Hay là bây giờ vậy, để tránh cái sự nghi ngờ lung tung rồi hiểu lầm, sức mẻ tình cảm, mình muốn biết thật hơn như thế nào á, mình rình đi, mình theo dõi, rồi lúc đó rõ ra, đúng không? Cô nói cũng phải đó. Để an toàn cho cháu mình á, thì tôi á sẽ điều tra cho ra lẽ. Nếu mà không có á, thì mình yên tâm. Còn nếu mà có đó, thì mình sẽ kịp thời mình can thiệp. Chính xác. Thật là nha. Ủa sao ơi? À anh hai. Đâu vậy vậy? Dạ đi công việc về anh hai. Xong rồi. Ghé quán Diễm Hồng uống cà phê chơi. Đánh dậy dán cờ coi. Dạ thôi anh hai, bữa nay tâm trạng không có hứng.
bữa khác ha. Ủa, tôi nhớ một lần khoái đánh cờ đó mà, bữa nay sao không ứng? Thì cũng khoái, nhưng mà bữa nay còn nhiều công việc nữa, bây giờ tâm trạng không có vui, còn về canh đứa nhỏ nữa. Thôi bữa khác anh hai, em đi nha. Kỳ ta, canh nhỏ, bữa nhỏ sao canh đó, đánh thôi. Ba đi con, ba con. Trời ơi, con của ai mà con thương quá được rồi. Nó qua đi. Qua. Nhanh lên. Nhanh lên. Sao? Trời ơi, mấy bữa nay bà Hồng nói mà tao đâu có tin. Không ngờ mấy con nó vậy luôn mày. Người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Mà ai dè đâu bản tánh để gọi nó dời thiệt mày. Đánh con hay nhái ra nông nổi vậy. Chú Hiếm Tường phải ngụy trang để mà đi thám thính luôn á. Mày nói đi, bao lâu? Bao lâu gì? Ly hôn. Gì? Ai ly vậy? Thì hai đứa nó chứ ai. Mày gọi với hai nhái hả? Ừ. Nghiệp nghe mày. Chứ nhưng vợ chồng ta vậy cái chù cho người ta ly vậy. Vậy chứ thằng bảy cò á, nó cứ đánh nhái hoài, sớm muộn gì hai đứa nó không ly hôn. Cũng đúng nha. Thời buổi giờ phụ nữ người ta đâu có chịu sống với một người đàn ông, một người chồng vũ phu bạo lực gì đâu. Nhưng mà tiếc quá mày ơi. Tiếc gì? Thì tiếc mối tình đẹp của hai nó. Mà không nhớ hai nó là như là thanh mai trúc mã luôn hả? Xong rồi lớn lên hai nó vượt qua cấm cản gia đình bao nhiêu sóng gió để cưới nhau. Bây giờ ly dị. Hồi xưa tôi ngưỡng mộ tình yêu của tụi nó lắm á. Ngưỡng mộ gì? Vũ phu vậy á, bỏ là vừa. Hồi đó á, tao tỏ tình, không chịu tao, chịu mấy còn chi giờ khổ. Thôi, chừng lấy mày còn khổ hơn mày ơi. Sao? Nè, tao á, xin hứa với mày luôn, tao sẽ không làm như vậy với Mộng và con của tao. Đúng rồi. Tèo này cũng xin hứa sẽ là một người chồng, một người cha thiệt là yêu thương vợ con. Tao sẽ yêu thương Năm Gạo, yêu thương con của tao với Năm Gạo. Như vậy mới là đàn ông. Đúng rồi. Đi đi bơi, nắng quá. Tự nhiên đậu giữa đường nói chuyện như hai khùng vậy. Đi mệt. Mà uống miếng cà phê của cô nó khỏe liền. Cảm ơn anh. Anh hai. Gì? Bữa giờ á, anh chị Tư có qua nói chuyện gì anh không? Nói gì là nói gì? Thì chuyện bảy cò đó. Bảy cò nó làm gì? Ủa, vậy anh chưa biết gì hả? Chưa. Coi như em chưa nói gì nha. Phải nói à. Cái chuyện gì? Thằng bảy cò nó làm cái gì? Em nghe nói anh chị Tư á buồn bảy cò dữ lắm á. Ủa nó làm cái gì? Ở bên đó tao buồn đó. Không biết thằng bảy cò á, nó dữ nhỏ hay sao á, mà bị mình bảy bầm tím bầm xanh hết trơn à. Trời Phật ơi, đến nỗi vậy đó hả? Dạ. Mà thằng nhỏ nó bị cái gì? Thì bảy cò giữ con, mà nó không biết. Anh chị Tư không có tin. Vậy là anh chị xui tôi, nghi thằng bảy cò đánh thằng nhỏ phải không? Em không biết. Anh Hanh đi đâu vậy? Tôi về tôi điều tra bảy cò. Cái chuyện này cho nó ra lẽ, thấy không? Cà phê mới tính tiền. Tôi chết rồi. Thì ra ba cái vết bầm đó, mấy đứa nhỏ nó dễ bị lắm. Người lớn mình á, tại mình không thấy đau cho nên mình không có phát hiện thôi. Còn con nữa, nếu không làm thì về giải thích cho tía má vợ con hiểu, để ta nghi ngờ mất công mất lòng. Con có giải thích rồi tía, nhưng mà bên bản không tin. Thì bây giờ con giải thích sao cũng đâu có tin đâu tía. Rồi chị Bảy thì có nói gì không? Cũng may chị Bảy mày tin anh. Vậy cũng mừng. Anh chị xui lo, tía thấy cũng đúng thôi. Thằng nhỏ người ta cưng như vàng như ngọc, hồi nào tới giờ có ai đụng đĩa gì tới đâu.
còn cũng sót lắm chứ bộ tía. Bởi vậy mang tiếng cha dượng rồi khó lòng dữ lắm. Nhưng mà anh cũng thương nó như là con ruột của anh mà. Thôi con nói gì được rồi. Tía, giờ sao tía? Chẳng sao gì nữa. Nếu mà anh chị Xu có hiểu lầm thì người ta nhìn cái cách con đối xử với thằng nhỏ, rồi từ từ người ta cũng hiểu thôi. Mình rình cả nửa ngày nay, có thấy thằng Bảy Cò nó đối xử với nhỏ ra sao đâu ta. Thấy nó chăm sóc chu đáo mà nó thương thằng nhỏ lắm mà. Đừng quay! Đứng lại! Tôi không? Tôi nè. Trời đất ơi! Thô mà! Bà làm gì vậy? Làm gì ăn mặc kinh mít như người ninja vậy? Tôi đi rình. Rình gì? Thì tôi rình thằng Bảy Cò. Bảy Cò làm gì rình đó? Tôi rình coi nó đối xử với thằng nhỏ ra sao. Vậy chứ bộ ông không nhớ cái mấy vết bầm ở trên người của thằng nhỏ hả? Bà nhắc thì tôi mới nhớ. Anh xuống cơm. Em ăn đi. Anh ăn không có vô. Anh sao vậy? Dạ tiếng mới qua. Anh Bảy. Ủa tiếng má đâu rồi tía? À, má đi chợ rồi. Ủa, hồi sao anh qua đây có một mình vậy? Hai mình. Còn ai nữa? Thằng Cóc, Cóc ngoài trước á. À. Ủa sao kia mới vô đây? Ở đó nhảy tới nhảy lụa lọt chứ mưa sao? Dạ đâu có đâu, tí yên tâm đi. Hồi nãy anh đang qua, cái thấy thằng Lũng, mà thằng Lũng nó cưng Cóc quá, nó xin cho ẩm chút xíu. Đó, nó ẩm đi gần gần đi thôi nha, đi xa không có được đâu à. Dạ không biết rồi tiếp. Thì ra là như vậy. Mà chuyện gì? Anh biết phải làm sao rồi. Cái này á là camera quan sát bên nhà tía má con. Con chép về rồi đem qua cho tía má coi nè. À, thằng Cóc kìa. Ờ, thấy. Dạ. Cái lúc này á là con mới ẩm nhỏ qua. Cái gặp Lũng nó xin ẩm nhỏ chú cho nó ẩm rồi cái con đi vô nhà. Thằng nhỏ nó chưa có đi chừng mà nó để nhỏ đi mình vậy trời. Cái con ngồi lo chơi game suốt bỏ thằng nhỏ vậy. Trời ơi, biết bà cái game có hay ho gì không mà ông coi nó chơi miệt mài cái nó bỏ thằng nhỏ. Dạ cái khúc này là thằng nhỏ còn đi chơi nó chừng. Ơi! Con Lũng này, vậy mà cũng làm chứ được nữa. Rồi cũng về nói ra một tiếng nữa. Thì bởi vậy, làm hả? Má nghi qua thằng Bảy Cò. Má tưởng đâu là nó đánh nhỏ. Bảy Cò nè, con cũng kỳ nữa. Tự nhiên con của mình mà đi đưa cho người ta giữ. Dạ, tại vì con mới giảm qua rồi gặp con Lũng. Rồi con thấy con Lũng nó thương nhỏ, nựng nhỏ quá. Nó xin con ẩm chút xíu. Con có dặn là ẩm vòng vòng trong cái homestay nhà con thôi chứ đừng có đi đâu. Chứ dặn nè, mai mốt á không được giao con Cóc cho ai giữ hết trơn á trời á. Cảm thấy hai chồng bận quá cứ đem vào đây tía má giữ. Đưa cho người khác người ta giữ. Nó có chuyện gì rồi sao? Dạ con biết rồi. Con xin lỗi tía má. Mà má cũng xin lỗi con nghe. Tại chưa biết gì á thế thì má lại nghi quan cho con. Với hơn nữa, xưa giờ ba cái chuyện mà mẹ ghẻ với mẹ cha dượng á mà hay đó. Chuyện này con hiểu mà má. Ôi. Chủ quán đâu rồi? Đi đem nước cho người ta rồi. Chờ xíu. Sao rồi? Xong rồi.
Trời trời, chuyện tình đẹp nhất xứ Sáu Lá mình luôn á. Vậy cuối cùng cũng ly dị rồi. Ai nói mày ly dị? Chứ sao? Ý tao nói xong á là hai đứa nó quề rồi. Quề rồi hả? Ừ. Ủa sao kỳ vậy? Là vậy, mấy con á gửi con Cóc cho con Lũng chơi. Rồi cái á, thằng Cóc bị té, cứ tưởng là thằng Bảy Cò đánh không à. Nhưng mà là do bị té rồi đi kiểm tra là chỉ bị ngoài da thôi chứ không có gì hết. Vậy là không phải Bảy Cò đánh Cóc. Ờ vậy cũng hên rồi. Cũng may không à. Mày làm tao tưởng đâu rồi. Thì đó, cứ tưởng là hai bên xui da có chiến tranh phải không. Ờ giờ hòa bình rồi. Vậy là mừng rồi. Vậy là tao có niềm tin rồi. Vậy là tình yêu đẹp nhất xứ Sáu Lá của mình vẫn còn nguyên vẹn. Chưa chắc. Nghiệp à. Anh Xui. Ủa anh Xui. Hôm nay đâu đây? Dạ đi công chuyện mới về xong rồi. Dạ hả? Dạ anh Xui rảnh không? Có gì không? Ra quán Diễm Hồng uống ly cà phê đánh giải cờ. Bữa nay có hứng thú hả? Dạ bữa nay tâm trạng vui vẻ rồi. Hôm bữa tại vì bận vụ nhỏ cho nên mới nói vậy thôi. Tôi nghe tôi cũng sốt ruột. Con cháu mà ai không thương. Bây giờ tôi la Bảy Cò quá trời tôi điều tra nó. Nó thề bán sống bán chết. Dạ. Ai cũng nghi nó hết. Nó cũng buồn tội nghiệp. Dạ hồi nãy em gặp nó, có nói chuyện với nó rồi. Thì mọi chuyện cũng hiểu rồi. Thôi hai anh chị bệnh cũng đừng có buồn vợ chồng tôi nghe anh Xui. Sáng tỏ hết rồi còn buồn gì nữa. Dạ giờ mình đi anh Xui. Để. Quà tiệc. Nè 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 nè. Chứ cho đồ chơi nè, nè 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 nè. Nè Cốc ơi, Cốc à. Cốc ơi. Cốc ơi, Cốc à. Quà tiếc, quà tiếc chồng. Quà tiếc chồng ha. Trời ơi. Đây. Anh nghe tía má nói hết rồi hả? Ừ. Bữa anh qua bất lần. Cái vô tình nghe tía má nói. Cho nên anh phải tìm mọi cách tìm ra được bằng chứng liên quan cho anh. Cái thằng đeo mẹ suốt à. Rồi anh có buồn tí má không? Buồn gì em? Tí má thương cháu quá nên mới vậy thôi. Anh nghĩ vậy cũng tốt. Em cứ sợ anh buồn không à? Tại tí má không biết. Chứ anh coi nhỏ như con ruột của anh nào giờ rồi. Coi như lần này em tin tưởng đúng người rồi. Má. Anh cảm ơn em. Trong lúc đó, không ai tin anh hết. Chỉ có em. Em là người tin anh nhất. Anh khủng quá. Anh là chồng của em. Hai đứa mình sống chung với nhau. Không tin anh chứ tin ai. Với lại em cũng nhìn ra được anh thương thằng nhỏ mà. Anh hứa với em, từ đây trở về sau anh sẽ giữ con cẩn thận. Con đi đâu anh đi theo đó. Con bò ở đâu anh bò theo đó. Để cho con nó không còn bị gì nữa em. Mấy kiện này mà tỉa sơ là nhìn thấy mát mắt thì chứ không phải chơi nha. Không phải nhà nào cũng có như nhà hai lúa này đâu à. Cây này nè, cái cây này mới ác nè chứ không phải chơi đâu. Cây này chắc phải cắt cái nhánh này bỏ thì nó mới đẹp. Tía. Cái trời trời vậy? Cái gì nữa? Tía làm gì mới sáng sớm mà có chuyện gì vui mặt mày tía tươi quá vậy? Vậy chứ sao thì mày trồng kiển, sáng mày thấy kiển nó tươi. Thì con người mình nó cũng tươi vậy đó. Bởi tại sao người ta khoái chơi kiển là vậy đó, thấy không? Vì người ta mới bỏ công bỏ tiền ra người ta chơi kiển mà nó có cái hấp dẫn của nó. Mà nhìn cái cây này nè. Ừ? Con nhớ chuyện hồi nhỏ ghê luôn á tía. Cái cây này đó, hồi đó mới đem về đó. Vậy Sáu mày á, nó dành cho bằng được cái cây này nha. Ngày nào cũng tưới, ngày nào cũng tưới. Tưới riết, tưới được muốn chết cái cây ta luôn. Còn con với anh Bảy á,
Cứ hai anh em cứ giành lộn cây kiển hoài à, rồi tìm cách đánh dấu chủ quyền cây nữa. Nhắc tới chị Sáu mày á, tao nhìn cái cây tao nhớ tới nó. Nó có điện thoại về cho tụi con không? Thì giờ tía cũng biết rồi đó. Chị Sáu hồi nào tới giờ chị đâu có thích điện thoại về đâu. Thấy đăng hình lên Facebook á, thì cũng đi chơi với bạn bè, đi làm này nọ thôi là tía. Đánh dấu cái nơi vậy đó mà không có ai giành cái cây của chị Sáu mày được hết. Ồ mà tía, con thấy ngộ nha. Sao cái chậu này nè, 10 năm nay rồi nó không có cao lên được miếng nào luôn á. Trời đất ơi, cái kiển cái bonsai người ta mà lớn sao được. Nó đâu cần phải lớn, đâu cần phải cao. Nó chỉ cần cái dáng đẹp là được rồi. À, cái góc nào thấy không? Góc nhìn thấy cây cổ thụ không? Sao lấy bình nước rồi tía? Trời ơi, nãy tía ra tía không lấy luôn đi. Giờ kêu con vô túi trong bếp nữa còn biến vô. Lấy tiền nè, đi chơi đi, đi tắm. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Khoái liền, thấy không? Sai một cái là đủ thứ chuyện trên đời chứ. Thì giờ tía đứng tía tỉa trước đi, rồi chút tưới sau cũng được mà tía. Thôi thôi thôi, khỏi dạy đời tao. Đi không đi thì thôi, làm biến nói đại làm biến đi. Ở đây đi, tao đi lấy. Khỏi cần mấy con bé. Ủa? Hai anh đang làm gì đây vậy? Dạ dạ, tụi em đi ngang qua đây thấy cái vườn kiển nhà mình đẹp quá. Em tính xin vô chụp mấy bộ hình đăng Facebook kiếm like chơi anh. Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Cứ chụp tự nhiên đi, mà đừng làm gãy được rồi. Anh yên tâm đi, em hơi bị cẩn thận á. Dạ. Anh, có gì cho em vô trong đó nha. Chứ ở đây đúng chụp rồi. Không rõ. Đúng rồi, nắng ở đây nắng quá anh ơi. Đi vô trong chụp ha, nhiều cây kiển đẹp lắm. Dạ, em cảm ơn anh. Ở bên đây nè. Dạ dạ. Cẩn thận nha anh. Đẹp quá. Đẹp quá anh ha. Dạ. Ê, đừng có đụng, có chừng mấy cái lá nó rụng anh. Em quên. Ồ, trời ơi, mới cái cảnh này kiểu dáng đẹp quá. Chắc cũng phải lâu năm rồi ha anh. Của tía tôi hết luôn á. Cái chậu này nè, là gia đình tôi cưng nhất luôn á. Dạ, hèn chi đẹp quá. Cái cây này là ai mà có tay nghề dữ lắm mới làm được anh nè. Đúng rồi, tía tôi là chăm sóc tỉa cắt hàng ngày luôn á. Dạ, thôi tụi em xong rồi á, em cảm ơn anh. Tụi em về trước nha anh. Nhưng mà nè, mấy anh nếu mà khách ai có nhu cầu thuê phòng nghỉ dưỡng á thì nhớ giới thiệu cho hôm nay hai lúa nha. Dạ, giới thiệu liền mà. Cái này em đăng lên mạng bảo đảm hơi bị nhiều người biết tới á. Cảm ơn mấy anh nhiều nha. Dạ, chào anh, em đi. Thôi có gì em về anh ha. Dạ. Mới đẹp quá anh ha. Ai 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 tèo đẹp trai mà mang dép lào,
Ai 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 tàu không đẹp trai cũng mang dép Lào. Ai 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 đẹp trai cũng mang dép Lào. Ai 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 không đẹp trai cũng mang dép Lào. Ào ào ào. Tèo té xe thì không còn đôi dép Lào. Chu Viên đâu ạ? À? Nè đám cưới đám hỏi đâu mặc đồ bánh tỏn kìa. Mày có thấy ai đám cưới mà vác mấy cái bao theo không? Gì chứ đâu? Tao đi mua cây kiển. Cái gì? Mua cây kiển. Bộ mày mua bán tôm ế làm sao giờ chuyển qua mua cây kiển? Qua con nước đâu có ai bắt tôm đâu. Kiếm thêm để. À kiếm thêm ha. Kiếm thêm trồng găng rồi này kia ha. Qua vụ té xe hết tiệt rồi. Mua kiển làm như mua rau mua cải. Muốn mua mua. Mày có nghiên cứu nó có đẹp xấu gì không mua? Bởi vì mày tối ngày mày chạy xe ôm mà mày á không có biết học hỏi gì hết. Đây nè, tao được ông anh ở trên thị xã á chỉ cho tao cái mánh mua kiển. Đôi khi á những cái cây mày nhìn thấy rất là bình thường, nhưng mà mình mua về theo cái óc sáng tạo về nghệ thuật á, mình sẽ suy nghĩ ra là mình về á mình chăm sóc uống thành con này con nọ, cắt tỉa thành dáng này dáng nọ, tao gọi là bonsai đồ á. Hay ta hả? Nhưng mà mua đó người ta bán có mắc không? Mày lỡ bán lời có lời lớn gì nhiều nhiều không mày? Bởi tao không biết cái đầu óc mày để đâu á. Ai kêu mày ngu mày lại mày nói cây đó là cây kiển thì mày nói cây bình thường thôi. Mày mua về mày sắc thuốc nam mày uống. Mình mua cây vài chục về mày gia công lại mày bán vài triệu là bình thường. Gì? Bán cây mấy triệu luôn hả? Ừ. Ghê vậy? Thì gần Tết nè. Nói nhỏ nhỏ thôi. Mày nói vậy rồi ở trong xéo lá này người ta nghe rồi người ta đi theo tao làm ào 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 thôi rồi lấy gì tao bán còn có giá nữa. Yên tâm đi, không nói ai đâu. Đi đi, buôn mai bán lắc nha. Cảm ơn. Thí dụ làm ăn được cái dắt tao đi theo làm với. Không dắt rồi mày, tụi tao đi làm cũng được vậy. Bây giờ tí bấm vô cái biểu tượng này nè. Ừ. Cái tí muốn tìm gì tí gõ chữ là nó ra. Đâu đâu. Đó. Là chữ phải không? Dạ. Đó. Nè ra nè. Ờ đúng rồi đó. Câu vật. Chỉ tí mấy con lần mà tí biết luôn. Trời ơi, tí mày thông minh lắm. Mặc dù ít học nhưng mà chỉ là biết liền à. Hả? Trời ơi mấy cây mai này đẹp quá nè. Nè nè nè. Ủa mà tí nhà mình quá trời cây kiển luôn rồi tí muốn mua thêm nữa hả? Mua Tết chừng cho nó chỗ bông đẹp chơi. À con thấy cũng đúng á. Tại vì bây giờ tí mua sớm ha. À, giá nó rẻ nè mà dáng nó đẹp nữa. Đúng rồi, mình mua vài cây đi. Về chăm sóc bây giờ tới Tết nó đẹp rồi. Tết tặng trên xuôi cây. Nhà mày còn cây. Nhà mình vài cây chừng cho chỗ bông đẹp chơi. Dạ. Tí lựa đi tí. Cái này nè, cái này cái dáng nó đẹp nè. Đó. Thác đổ. Không thấy này đẹp hơn nè. Cha cái dạ. Này dữ hơn nha. Đó. Quyết định mua cái này nha. Rồi quyết định mời đi mua nha. Dạ. Trời đất ơi, cái bonsai mới đây đâu rồi? Tam ơi. Dạ. Mày có bấm chào khiển đâu Tam? Trời đất ơi, anh Bảy ơi, anh Bảy, anh Bảy ơi, gì vậy Tám? Anh Bảy, bình tĩnh coi, chuyện gì cũng phải bình tĩnh coi. Tía, tía sao? Mất cái gì? Sao tía nói dối tao? Tía hứa là tía sống tới 40-50 năm nữa. Bây giờ tía muốn người. Tía ơi, tía. Anh Bảy. Tía ơi, 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 tía ơi,
ăn tưởng tao tía chết rồi tía. Trời Phật ơi, mày làm cái gì vậy? Bảy ơi anh Bảy. Tám, tía còn khỏe mạnh vậy sao mày nói tía mất là sao Tám? Tía mày sống lâu lắm, tía mày chưa có chết đâu, còn tới 40-50 năm nữa mới chết. Dạ đúng rồi. Trời đánh tao né còn sảy mà. Mấy bên chùa không có thấm đâu. Trời trời đất ơi, con đâu có chù tía chết đâu tía. Con còn trông cho tía sống tới 100 tuổi nữa kìa. Con là con tía mà nãy lòng nào con nói như vậy. Tự nhiên hai thằng nói tao chết là sao? Muốn cho tao chết sớm đừng chia phải không? Chia cái gia tài này nè chứ gì. Con đâu nghĩ đến vụ của cái. Tại anh Tám đó tía. Hồi nãy con đang đi làm, cái nó chặn được con. Anh Bảy tía mất, tía mất. Trời đất ơi, em nói tía mất á là tía mất cái chậu kiển kìa. Mới có nói chữ tía mất thôi à, anh chưa kịp nghe chữ chậu kiển nữa rồi anh bỏ chạy mất tiêu luôn rồi. Làm rượt theo không kịp luôn á. Mày rảnh quá ha. Mất có chậu kiển làm gì quan trọng quá vậy? Sao không quan trọng? Chậu kiển này là cái chậu kiển quan trọng. Cái chậu kiển kỷ niệm của chị Sáu mày. Đi qua đây tao chỉ cho coi. Đi. Hồi hôm này nè, tao ra đây đó, tao tưới nước là còn. Sáng tao ra đó, tao coi là mất cái cây này. Ủa tía, cái chậu này nhà mình quý lắm, sao tía để cho mất hay vậy? Để cái gì? Tự nó vô nó lấy chứ để cái gì? Rồi tía tìm xung quanh chưa? Rồi. Không phải, ý con muốn nói là tìm kiếm dấu tích của người ăn trộm á. Chưa đâu. Thiệt luôn á, không biết ai mà ăn gan trời vô đây lấy cái chậu bên sai nhà mình. Thằng nào cũng rảnh dễ sợ, cái chậu nhỏ không lấy, lấy cái chậu bự chi cho mệt gì. Tao nói cái cây kiển này nè, một thằng bưng không có nổi đâu. Cái này đó, hai ba thằng vô đây khiêng cái cây kiển này mới nổi nè. Nhớ không, bự gì chứ đâu phải nhỏ đâu. Thì đúng rồi. Trời ơi, mày làm gì vậy? Chó ngược. Mà đi làm gì chó ngược mày? Mình đi vòng vòng rình kiếm cây kiển bán. Gặp chó chứ dí chạy không chết à. Trời ơi, cái nhà đó chó không đó, mình đi vô tưởng ăn trộm. Nó ngược đánh mày gích cái mặt mày luôn. Ai biết đâu, thì hôm qua thấy mày cũng vòng vòng khu đó mày kiếm. Qua khác, nay khác. Trời ơi, mấy cái người mua kiển người ta quằn nát cái xẻo lá này rồi. Nhanh gì vậy? Ừ, trời ơi, giá lên như diều gặp gió vậy. Tao giờ phải về á, tao gào lại mấy cây trong vườn tao chờ ngày bán nè. Có cây ở nhà sẵn luôn hả? Trời, tính hết rồi. Ngon vậy, đầu cơ tích chữ dưới này bán là ngon rồi, có lời rồi. Cái gì vậy? Chưa bán mày đặt chảnh hả mày? Tao giá cho bán lỗ rồi mày câu. Cho mấy cây nè. Tía chắc chắn với hai đứa là không phải người trong xóm mình. Con thì lại nghĩ người trong xóm của mình á. Con cũng nghĩ vậy luôn á tía. Chỉ có người trong xóm mình mới biết nhà mình có mấy cái chậu bonsai này thôi, chứ người xứ khác sao biết. Dạ. Với lại bữa giờ homestay mình nó cũng hơi vắng khách nữa tía. Nếu mà trong xóm mình nhiều nhà nhiều người như vậy, ai là khả nghi nhất ta? Trời, tía ơi, con nhớ rồi. Hồi hôm qua đó, có hai thằng kia, nó tới chụp hình bên homestay mình nè. Thằng nào? Thì hai cái thằng ở đó nó tới đây nè. Nó nói nó thấy cảnh đây đẹp quá, nó xin đây nó chụp hình rồi con cho nó vô á. Ủa, có 28?
Dạ đúng rồi, nó không phải người ở xóm mình. Trời Phật ơi, cái chuyện lớn gì mà tới giờ này mày mới nói ra là sao Thắng? Dạ thì lúc đó đó còn có nghĩ gì đâu. Nó chỉ nói thấy cảnh đẹp, rồi mấy chậu kiển đẹp, rồi xin vô chụp hình để đăng lên Facebook thôi. Rồi con nghĩ cũng là lợi thế của homestay mình, cho nó chụp vậy đó. Rồi con kêu nó thấy đẹp thì giới thiệu cho mọi người tới đây, ai có nhu cầu thuê phòng nghỉ dưỡng gì đó, rồi qua homestay của mình. Chứ con đâu có ngờ vậy đâu. Sao? Tía, dạ tí cũng bớt nóng đi. Chạy chắc thằng Tám nó thấy bà con hàng xóm mình với khách hôm tây lợi thích chụp hình mấy cây kiển, cho nên bây giờ nó lỡ. Dạ đúng rồi đó tía. Thôi tía coi như cổ đi thay người đi tía. Với lại nhà mình nè còn quá trời chậu kiển luôn á. Quá trời chậu kiển sao nó không lấy? Mà nó lấy ngay cây đó. Cái cây đó là cái cây kỷ niệm của gia đình mình. Hồi đó tía mới đem cái cây kiển này về đó, tụi bay nhớ không? Ba chị em giành giật với nhau, cuối cùng là giải quyết cái cây đó cho chị Sáu mày. Nó chăm sóc nó tưới nước. Rồi bây giờ chị Sáu mày không có nhà, lâu lâu tía buồn, tía nhịn cây kiển, tía cũng nhớ tới chị Sáu mày. Rồi bây giờ nó lấy cây đó rồi lấy cái gì mà tía nhịn nữa. Bảy, sao vậy? Sao chẳng gì? Để thầy tự thì tía cũng quên. Bây giờ có chạy thằng trời cũng kiếm được ra cái chậu cây đó đâu. Ủa em hẹn mấy giờ vậy? Thì em hẹn giờ này nè. Cái gì mà lâu dễ sợ. Làm ăn giờ dứt uy tín gì hết trơn. Ủa kia, tới rồi. Anh, hình như mấy người đó tới kìa. Tới rồi. Dạ chị, dạ cho mỏi phải chị Hai Nhái không ạ? Dạ đúng rồi, Hai là người giao cây kiển á hả? Dạ đúng. Gọi cây kiển đâu? Dạ đây. Kiện đây. Đây anh. Tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp luôn. Ủa? Sao Hai nó không đem cái kiện tới mà tự dưng chụp hình không vậy? À anh chị biết sao không? Tại cái cây kiện này rất là quý. Em chở ra đường á, lỡ rụng cái lá xui xui mà gãy cành á là em đền tiền chết. Cho nên anh chị cứ coi đi. Ok cái là em chuyển cái cành cho anh chị liền. Đúng rồi. Tiền nhiều lắm. Được ạ. Cũng được. Sao anh? Đi. Đẹp ha. Giống quá. Giống y hệt luôn. Ê cha, cây đó chứ cây nào nữa mà không giống. Đẹp quá. Ý, có cái nơ. À thì cái nơ này là được trước cột sẵn trên cây rồi. Ờ vậy. Giờ mình coi cảnh rồi, bây giờ còn số tiền thì chị đưa cho em nốt luôn. Vậy là hồi bữa tôi cọc mấy anh 1 triệu, bây giờ tôi đưa cho mấy anh là 4.999.000 nữa là đủ đúng không? Dạ đúng rồi, chu đáo quá. Cho em xin. Khoan. Cái gì vậy anh? Cái cây cột nơ. Cái này là bà Sáu, bà đánh dấu lãnh thổ của bà nè. À thì cái dây nơ này thì chắc của chị Sáu đồ gì đó, chị cột á. Dạ chị Sáu gì đó. Bà Sáu bà cột đúng không? Dạ thì chắc là chị Sáu gì đó chuột cột chứ. Dạ. Ủa là sao thì có Sáu nhú ở đây nữa. À. Đúng rồi. Mua được chưa? Cái giống không? Hai cái thằng nữa bữa vô hôm sai mình chụp hình mấy chậu kiển nè. Dạ không, nhìn nhầm. Không có bán. Không bán. Mày chạy đâu hả mày? Mày dám ăn chợ vô kiển nhà tao, mày bán ngược lại cho tao hả? Không có. Bán ngược lại không? Dạ không. Tại... Đúng rồi, là hai thằng nó đó anh Bảy. Anh, hai đứa này ăn cắp thiệt á hả?
Ba, từ 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 từ. Đúng rồi đó. Từ từ anh ơi. Gì? Dạ, thường thường là bắt cướp là người ta túm cổ và túm quần anh. Cái thằng gì vậy? Em đỡ tha cho em được rồi. Mày mày sao? Buồn chí đó chứ. Mày à, mày ăn cắp đầu mày ăn cắp nè. Sao em đau gì hơi đau. Đau đau đau. Anh chị thông cảm đi, anh chị biết đâu. Dạ dạ dạ. Ngột. Cái thằng gì chỉ để sao vậy? Anh chị biết sao không? Tại ở nhà vợ con em không có gì ăn hết trơn á. Cho nên là em đành lòng đứt ruột, em mới căng thằng em mới đi làm cái gì ăn cắp ăn trộm thôi anh chị ơi. Mày nói sao đi? Trời ơi, chị đại em đâu gì ơi. Mày kêu mày nghèo khổ mà mày sắm cái xe bị lớn vậy hả? Mày đau gì ơi, đau đau đây. Em tụi em mượn á, chị tha cho em lần này đi. Em không có ăn trộm ăn cắp gì nữa đâu. Trời ơi. Ăn trộm cướp mà nó cho là cái nghề. Cái chứng tỏ là nó ăn trộm nhiều lần rồi nè. Không, cái này em nói đính chính luôn á, cái là em ăn trộm ăn cướp nhà anh chị có một lần duy nhất luôn á, cái một lần. Chị ơi. Một lần muốn chết rồi, nó chi là nhiều lần hả mày? Đâu. Vậy giờ mình làm gì tiếp anh? Gọi công an xã đi em. Chị nhấu. Chị ơi. Chị đi công an. Nhấu gì nhấu? Dạ. Chị Sáu nhấu là chị của tao, còn này là vợ tao. Hiểu không? Dạ em chị nhấu vợ, chị nhấu vợ. Chết em anh ơi. Em lại anh luôn, cho em nói một câu cuối thôi anh ơi. Bây giờ không nói gì nhiều. Muốn nói gì á, lên công an xã đi mà nói. Một câu là nói một câu thôi mà. Là có nghĩa là bây giờ nói gì mình nữa đây mình nói đi chứ lên xã. Khó nói quá. Trời khó nói. Mày chết nhà rồi. Tía ơi, Tía ơi. Gì đó? Tên tên tên. Tía. Trời đất ơi. Sao tụi con tìm được hả vậy? Đi vô nhà kể tiếng nghe coi. Dạ. Đi, mừng quá. Trời ơi, thơm quá vợ ơi. Nghe mùi mà chảy nước miếng luôn rồi. Ủa, thằng nhỏ đâu rồi em? Em cho nó qua bên ông bà ngoại chơi rồi. Ê, cẩn thận, dầu nó văng vô người sao? Được, xót lắm luôn. Gia tài vậy. Anh có một cái thôi đó. Đỉnh quá. Anh, hồi bữa đưa tiền đi mua phân bón á, còn dư không quên đi. Hết rồi em. Anh đổ xăng với đủ cà phê với mua bánh cho nhỏ. Hết rồi. Sao anh xài cái gì mà hoang phí vậy? Nhà mình đang tiết kiệm chứ có phải dư giả gì đâu. Thì đồng ý với em là tiết kiệm, nhưng mà giờ xe hết xăng, không lẽ anh đẩy bộ hay là anh đổ nước vô anh chạy? Với lại anh đang uống cà phê, cái thằng nhỏ nó quậy quá, anh phải mua bánh cho nó ăn, dỗ nó nín. Thì em nói vậy đó, anh coi sao tiết kiệm tốt nhất á thì tiết kiệm. Tưng lên bà xã. Chết thiệt. Ngồi miếng được không? Quán cà phê mà, muốn ngồi ngồi đi. Anh Tèo, có chuyện gì vậy? Đang có chuyện. Thì biết có chuyện rồi. Có chuyện gì nói em nghe, em gỡ giùm cho. Chuyện của tao mày gỡ không nổi đâu mày ơi. Trời ơi, cái dễ em hoài vậy anh Tèo. Dù gì là em với anh cũng là bạn nói khổ với nhau mà. Nói khổ chứ nói khổ gì? Nói khổ. Nó khổ. Mệt anh quá. Nó khổ là anh đang khổ, anh nói ra hiểu không? Cũng hợp lý. Rồi có chuyện gì nói em nghe coi. Để tao nói khổ cho mày nghe nè. Nói hồi ngay tao tính mua thêm phụ tùng sửa xe, để cho người ta nhìn vô á, người ta thấy cái tiệm sửa xe của mình nó chuyên nghiệp. Hợp lý. Đúng rồi, thì sẽ có nhiều khách. Đó hả? Có nhiều khách hàng thì mình có nhiều tiền. Chính xác. Nhiều tiền á thì mới gom tiền để mà cưới vợ rồi này kia được. Đúng rồi. Nhưng mà kẹt vốn mày ơi. Ủa anh Tèo, bạn thân là để làm gì?
bạn thân là mình tin tưởng với nhau, mình có những cái khó khăn gì mình cùng vượt qua. Bây giờ anh thiếu bao nhiêu nói em. Mạnh miệng dữ mày. Trời, bảy cò bây giờ chứ đâu phải bảy cò hồi đó đâu. Thì tao cũng để dành được mớ, nhưng mà tao kẹt còn thiếu tới mấy triệu nữa. Nhiều quá hả? Tưởng đâu mấy chục triệu. Có mấy triệu, chuyện nhỏ xíu như hạt đậu. Nhỏ xíu à? Nhỏ xíu luôn á. Giúp tao được không? Chuyện nhỏ. Bây giờ anh ở đây, em về em kêu vợ em mở tủ lấy tiền đưa anh. Yên tâm. Hay quá bạn Hiền. Rồi chơi đi. Dạ. Ủa, anh về hả? Ừ. Ủa, anh kêu anh qua quán có Hồng uống cà phê mà sao về sớm vậy? Anh về có chuyện. Anh kêu lái con đậu chưa? Rồi, người ta hẹn ngày mai. À em, cái tháng này á, mình thu nhập vô tốt không? Nhắc tới thì phát rầu à. Anh coi, thu đâu được nhiêu đâu, là toàn chi không à. Mà trong khi đó em đã tích cực tiết kiệm, không dám mua gì luôn á, mà cũng như giả được nhiêu hết trơn á. Thôi, chán đi. Mai á, bán đậu cũng được vài triệu. Với lại mùa này cà chua mình trúng. Dạ. Qua tuần á, anh kêu thương lái thâu mua cũng được mớ tiền nữa. Vậy thì tháng này, không, không phải tháng này, tháng này, tháng sau nữa, mình phải tích cực tăng thu giảm chi và cực kỳ tiết kiệm. Anh biết rồi, bây giờ ha, anh làm được bao nhiêu tiền là anh đưa cho vợ hết, chịu không? Chịu chứ sao không. Em. Ông Tèo á. Anh Tèo sao? Ông hỏi vợ chồng mình. Hỏi gì? Anh hỏi mượn đỡ vài triệu để mua ba cái đồ nghề sửa xe. Rồi anh hứa với ảnh chưa? Ảnh với anh là bạn nói cố với nhau. Ổng đang kẹt thì anh phải giúp thôi. Giúp thì giúp được, nhưng mà anh cũng biết rồi. Nè, tháng này á, mình đâu có thu nhập nhiều đâu, mà chi tùm lum tùm la hết à. Trời ơi, có vài triệu à. Với lại ngày mai mình bán đậu, rồi qua tuần mình bán cà chua cũng được một mớ tiền rồi. Mấy triệu đưa ổng có sao đâu em. Vài triệu thì vài triệu cũng là tiền mà. Em phải cân đo đong đếm, suy nghĩ kỹ lưỡng mới quyết định chứ. Đâu rồi mà mượn mấy triệu có liền được anh. Suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ? Anh đã lỡ hứa ổng về lấy tiền đưa ổng, mà bây giờ không có tiền đưa ổng, rồi sao nhìn mặt ổng được giờ? Anh mắc cười quá à. Tự nhiên đi hứa với người ta cho mượn tiền, trong đó anh hỏi em chưa? Không chịu bàn bạc kỹ lưỡng rồi giờ tự nhiên quy quạo với em. Chị ơi, vợ con gì đâu nói cái mười cái mười cái à. Còn có con cá độc quyền luôn hả? Dạ, con trong tủ lạnh còn có một con, lấy con chiên luôn á tiếc. Mày mà mở quán bán cơm cho tao nghĩ ế lắm mà. Dạ, từ tiếng mới qua. Ủa? Anh Bảy. Ủa, má đâu rồi tiếc? Bữa nay má mày bỏ ăn rồi. Má bệnh hả tiếc? Không phải, má đám giỗ nhà thím chín rồi. Được chưa? Được chưa? Ngồi ăn luôn đi. Cái thẻ gì nữa. Thấy rồi. Ủa? Sao bữa nay về nhà ăn cơm với má vậy? Nhớ cơm của má phải không? Đúng rồi tía, con nhớ cơm má nấu. Nhưng mà bữa nay má không có nấu, em nấu á. Kệ, em nấu hay là má nấu gì đều ngon, miễn cơm gia đình, có tình cảm yêu thương gia đình được rồi. À, ăn đi. À, không thích ba cái lời đường mật đấy nha. Ăn đi. Vợ chồng cái lộn phải không?
coi phim anh Bảy. Kiển nghe ơi, ăn cơm đi, nhiều chuyện quá. Dạ không có gì đâu Tuyết. Vừa thôi em mới mắc nghẹn á. Thôi không nghe đi. Dạ em nghe anh Tèo. Dạ em về nhà rồi mà không gặp vợ em. Anh gán đợi một xíu đi. Vợ em về em nói à, anh cho ngon bữa. Có trà chưa vậy bà? Đang pha. Trà cũng lâu rồi. Dạ Tiến mới qua. Ủa sao tự nhiên qua đây vậy con? Trời, sao mặt lại tối thui vậy mày? Có chuyện gì hả? Dạ không có. Nhưng mà có Tiến. Anh Mỹ Cò á, anh giận con rồi. Nó mới qua. Ủa? Rồi sao mày làm gì mà thằng Mấy Cò nó giận? Thằng Mấy Cò khi nào nó giận ngay lắm nghe. Hay là mày có làm gì quá đáng nó không vậy? Con có làm gì đâu. Con chẳng qua là chỉ tiết kiệm rồi dung dáng cho gia đình thôi à. Tía má cũng biết rồi đó. Hai vợ chồng con phải tiết kiệm từng đồng từng cắt chứ có dư giả gì đâu. Vậy mà hả, anh hứa cho người ta mượn tiền. Tưởng là cái chuyện gì? Cái đó chuyện nhỏ. Hai vợ chồng con ngồi nói chuyện lại là êm xuôi hả? Mà không được. Thằng Mấy Cò đã hứa với người ta rồi đó. Mà nó không cho người ta mượn đó cũng mất mặt đó lắm đó con. Ờ đúng đó. Đàn ông á họ sĩ diện lắm đó con. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á không phải là mượn tiền hay là không cho mượn tiền, mà là anh tự quyết định một mình vậy á, không có thèm hỏi ý kiến của con. Này con nhai nó đúng đó bạn. Chút nữa nè, con đi ra rút tiền rồi con đưa cho ảnh. Nhưng mà cái việc đầu tiên á là ảnh phải ngồi xuống nói chuyện với con đàng hoàng. Làm cái gì thì làm, hai vợ chồng phải cùng nhau bàn bạc ý kiến, chứ không có chuyện mà tự quyết định một mình vậy được. Đúng. Cái điểm này con nói là đúng đó. Chuyện gì á thì cũng hai vợ chồng ngồi với nhau giải quyết, chứ không có tự ý làm một mình. Là đàn ông với nhau có chuyện gì nói cho Tiến nghe coi. Dạ đâu có gì đâu Tía. Đừng có giấu. Tía mày kinh nghiệm đầy mình nè. Nhìn sơ qua là biết rồi, thấy không? Tía, hồi nhỏ con nhớ một lần á. Tía với má gây lộn nhau. Tía nói với má, tôi không cần bà nữa, bà đi đâu thì đi đi. Cái má trả lời, đi đi, tôi sợ gì không? Cái má dẫn tụi con về bên ngoại. Lúc đó Tía có sợ má bỏ Tía không Tía? Trời đất ơi, bây giờ mà mày nhắc tới tao còn muốn nổi ốc. Sợ sao sợ? Sau khi mà má con á dẫn tụi con đi á, Tía một mình Tía suy nghĩ Tía mới nhận ra một điều. Điều gì Tía? Má tụi bay á, bà có thể rời xa Tía được, nhưng mà Tía không thể nào rời xa má tụi con được. Đó bây giờ con mới biết Tía là sợ mất má. Một mình Tía không có ai lo cho ăn uống giặt giũ quần áo, tao nói ngủ nửa đêm khát nước ngồi gì cũng không có ai. Một mình rồi đó, nằm mới suy nghĩ mới thấy mình là cô đơn. Con thấy vợ con cũng có cái tính giống như má rồi Tía. Nhìn ăn nhìn uống nhìn mặt luôn, suốt ngày hả tính toán tích góp này kia viết mà có khẩu hiệu luôn đó Tía. Khẩu hiệu gì? Dạ tăng thu giảm chi, tích cực tiết kiệm. Giết con làm bán gì được, có nhiều về đưa cho vợ con hết.
khỏi cằn nhằn. Vậy mà con giận nó cái tính là ki bo tiết kiệm đúng không? Dạ. Thật ra đó, đàn bà mà tao có cái tính đó đó là một cái sự hy sinh chứ không phải là cái tính xấu đâu. Trên đời này đó, phụ nữ nào người ta cũng muốn làm đẹp, mà vợ con đó, nó bớt đi cái khoảng mà chân diện đó là để lo lắng cho gia đình là cái tốt. Dạ. Mình làm đàn ông á, phải nhớ quan tâm tới vợ con, phải hiểu cho vợ con, rồi phải lo lắng, ha, để cho người phụ nữ người ta vui, để cho ta thấy được à, có cái người chồng quan tâm. Bởi vì cái người phụ nữ là vợ mày đó, là cái người đầu óc tai gối, bệnh hoạn nửa đêm nửa hôm ai lo. Bởi vì tiếc kinh nghiệm nè, sống tới từng tuổi này nè, đi chơi đi nhậu nhẹt này kia nọ, mà khi bệnh nó vô bệnh viện nó nằm mở mắt ra dòm lên nó thấy ai? Thấy má mày trước. Thằng tử mình sống mình phải suy nghĩ tới cái đó, phải cho nó trọn vẹn, có tình có nghĩa, có trước có sau, thấy không? Dạ biết rồi tía. Trời đất ơi, quán xá dùm vẫn que bả đi ông mất tiêu rồi. Cô Hồng ơi, cô Hồng. Ừ. Cho ly cà phê đá, nhiều đá, nhiều cà phê, ít tiền thôi. Cha nội, cái gì cũng nhiều mà ít tiền, sao cha khôn quá vậy? Cha tư ếch phải tư khôn. Ừ. Ê, sao đi uống có mình kìa, xong rủ đồng bọn đi cho nó vui. Tao đã rủ hết rồi, người nào cũng bận hết trơn á, đi mình chứ làm sao. Anh Tư, sao mấy nay không thấy thằng Bảy Cò nó qua uống cà phê? Thì chắc nó bận nó xuống giống cái luống đậu, nó không đi chứ gì. Bởi vậy, người ta nói anh là cái người tía không có biết sâu sát con cái. Nó bị bệnh nặng lắm mà anh không có biết. Trời trời, bệnh cái gì mày hắn? Trời ơi, một bệnh nan y rất là khó chữa. Tôi là tía nó mà tôi không biết gì đâu vậy? Rất là nguy hiểm luôn đó. Bệnh gì? Bệnh này đa số ai cũng bệnh đó. Trời, cô vòng vòng hoài, bệnh gì cô nói đại coi. Bệnh viêm màng túi đó, cái bệnh này á. Nói vậy á, khó chữa nhưng mà có tiền là chữa được à. Chữa sao? Anh có tiền nhiều anh bỏ đầy túi cái hết viêm. Con đại là hết tiền nhưng bị đặt là chạy chữ viêm màng túi. Mệt sợ luôn. Nói gần nói xa, hôm qua tôi nói thiệt, nói thẳng. Tôi coi hai đứa con của anh á cũng như con cháu của tôi, cho nên á tôi muốn nói cho anh biết để anh góp ý tụi nó, để tụi nó sửa chữa. Có gì cô nói đại đi, tôi về tôi nói là tôi nói gì đó mà cái giọng do hoài. Tôi nghe bà con á bàn tán về hai vợ chồng nó lắm. Bàn gì? Hai vợ chồng nó còn trẻ, tiết kiệm để xây tổ ấm đúng không? Tốt. Tốt chứ sao? Nhưng mà tiết kiệm quá thì nó sẽ trở thành gì biết không? Bần tiện, keo kiệt, bủng xỉn. Cái gì cũng không dám chi, cái gì cũng không dám xài. Tôi nói thiệt với anh nha, cái kiểu đó có ngày mà nó đổ bệnh một cái, tiền bao nhiêu cũng không đủ tiền thuốc. Đúng không? Không được à? Giờ tôi nói là tôi nói được. Những nhiều chuyện đôi khi cũng tốt. Ủa bộ xe hư hả bà? Dạ đâu có đâu tiếp. Ủa sao thấy vác bao đồ đi cong lưng vậy mà không để xe chở, rồi sao vác bộ hả? Dạ, cái đó là con tiết kiệm của tía. Con tiết kiệm cái tiền mua xăng mà để cho chồng vác bộ vậy đó, con thấy coi được không? Dạ, không có tía. Tại con muốn cùng vợ con xây tổ ấm á, nên
muốn đi bộ cho đỡ tốn tiền hả tía? Nhưng mà tụi con thấy vậy đó, tiết kiệm kiểu đó nó có phung phí không? Ủa tía, tiết kiệm mà phung phí là sao vậy tía? Phung phí cái thời gian đó con, thấy không? Con tiết kiệm cái tiền xăng. À, nếu mà cái xe mà chở cái đồ đó đó qua tới bên đó đó, tôi có 5 phút à. Mà thằng Bảy Còi giác bộ đi đó, mất 1 tiếng đồng hồ. À, trong cái thời gian 1 tiếng đồng hồ đó mình ở nhà mình làm chuyện khác, nó sẽ có tiền nhiều hơn cái tiền xăng. Mình phải suy nghĩ cái cách xài tiền làm sao cho nó hợp lý hơn. Ủa tía, mình xài tiền mình cũng phải suy nghĩ nữa hả tía? Suy nghĩ chứ. Bởi vì đồng tiền mình làm ra rất là cực khổ. Mình xài cái gì đó mình phải suy nghĩ, xài cho nó đúng, xài không phung phí, không lãng phí, thấy không? Nếu nào đáng xài là phải xài, làm ra là phải xài nó chứ. Hai nhái nè, con là người vợ trong nhà, nắm giữ cái tài chính, đừng có hạ tiện quá, không có được. Cái nào đáng hạ tiện là hạ tiện, cái nào đáng chi là phải chi, chứ đâu phải mỗi cái mỗi hạ tiện được. Mình cũng phải lo sức khỏe cho mình chứ. Đồng tiền mình làm ra được thì mình chi cái nào cho hợp lý, ăn uống để bảo vệ cái sức khỏe cho chồng con, chứ đâu phải mà mình không chi tiền ra rồi để cho nó ăn uống vậy đó thất thường, rồi lao động thì cực nhọc, làm sao đủ sức khỏe. Rồi phải đưa tiền cho chồng chút đỉnh để nó dành túi uống cà phê cà pháo, mà lỡ gặp bạn bè hay sao, phải không? Bây giờ tôi thấy thằng Bảy Cò nó là nạn nhân ở trong cái chính sách tiết kiệm của con rồi đó. Dạ con biết rồi tía, con xin lỗi tía. Bảy Cò, ngồi uống cà phê vậy? Bảy Cò, vô đây, vô đây ngồi uống cà phê đi. Ừ, yên tâm, tao bao mày ly phê đá. Cô Hồng, dù làm cho bạn con ly phê đen, nhiều đường ít đá, ghi sổ cho con. Dạ. Cô Hồng, hả? Làm con ly cà phê đá, làm thêm cho anh Tèo một ly cà phê đá nữa. Thôi, con có rồi, tao có rồi. Để dành mai uống, con trả tiền liền. Trả tiền liền luôn? Ừ. Thiệt luôn hả? Thiệt. Thôi, nhịn mặt như này tự nhiên tươi tốt rồi đúng không? Mặt có mùa xuân, lúa về đúng không? Lúa về đầy bồn. Ôi, vợ chồng em đưa anh 5 triệu. Hai vợ chồng mày cho tao cho mượn. Ôi dạ. Cảm ơn vợ chồng mày nhiều kìa. Không mượn. Sao kỳ vậy? Mày mượn tiền tao, sao Bảy Cò đưa mày không lấy? Thôi cô ơi, để con kiếm con mượn người khác. Chứ con không muốn tự nhiên gì giúp con, cái hai vợ chồng nó cắn đắng lục đục chuyện tiền bạc kỳ lắm. Yên tâm đi, tiền này á là chính tay vợ em lấy đưa. Còn nói như vậy nè, anh đưa cho anh Tèo mượn đi. Thiệt vậy? Thiệt. Thiệt không? Thiệt mà. Thiệt luôn hả? Thiệt, giữ đi. Lấy gì mua sắm ba đồ sửa xe đi, chừng nào có gửi lại vợ chồng em. Cảm ơn vợ chồng mày nhiều nha. Ví dụ tao có cưới vợ chắc tao phải qua học mày khóa. Dẫn vợ anh qua gặp vợ em, vợ em truyền đạt kinh nghiệm cho. Bảo đảm không lấy tiền. Thiệt vậy? Yên tâm. Mẹ mua đồ hết 300. Dạ. Tặng vợ gì đây? Món quà tình yêu. Sớm xuống rồi đã món quà tình yêu. Sao vậy? Tiền ở đâu mà anh mua? Anh làm cái đi.
đen đúng không? Có đâu, tiền là tiền bán đậu, anh chích ra một khoản anh mua tặng em á. Tại anh thấy em tiết kiệm quá, không mua sắm gì hết trơn, nên anh mua tặng em. Với lại em mua cho em chứ đâu phải mua cho anh đâu. Mua cho ai thì cũng vậy thôi. Anh phải biết là hai vợ chồng mình đang tiết kiệm, mình phải tăng thu giảm chi, không có mua ba cái thứ này. Anh biết rồi, anh xin lỗi. Thôi, lần này tha lỗi cho anh. Anh hứa lần sau anh không dám tái phạm nữa đâu. Tha gì mà tha, hoài suốt ngày có lỡ thôi. Anh mua tặng em á hả? Chứ lẽ anh mua anh xài. Anh mua tặng em thiệt luôn á hả? Ừ. Tôi có đang mơ vậy trời. Trời ơi, anh nghe đồn cái này đang chuộng lắm á. Đúng rồi. Sắp tới là đám cưới nhỏ bạn của em á. Em xong rồi nào? Anh thấy vậy nè, em đem hết nguyên bộ đi. Khoảng chừng 20 phút em đổi một màu, 20 phút em đổi một màu, giống như cô dâu 20 phút là đi thay sa ghê một lần. Được không? Được. Thôi kỳ lắm, thấy màu này thôi. Thương anh quá à. Thương thì thử đi. Kỳ. Trời. Trời đất ơi má ơi má, quần áo con để trong tủ làm sao để chuột nó cắn mấy hết trơn rồi má. Chết rồi. Chị vừa mới thấy má xách giỏ đi chợ á, em lèm bèm với ai vậy? Chị Bảy, chị coi nè, quần áo của em để giờ chuột nó cắn lỗ nào lỗ nấy rồi nè. Mình mua thì mình mặc liền đi, đừng để tùm lum tùm la rồi mất công chuột nó cắn hư hết. Em tính mua chừng nào đi quay phim á em mặc, để dành nó đó, chưa kịp gì hết trơn rồi nó cắn bấy nát hết trơn rồi. Chị chỉ cho nè, ví dụ á, chừng nào mà chuẩn bị quay á thì mình mua, chứ mình mua sớm làm chi, để nó cắn phí lắm. Ờ mà chị Bảy nè, từ bữa em về tới giờ em thấy nhà mình nha, chuột đâu kéo về cả bầy luôn á. Vậy á hả? Đúng rồi chị. Tao đi chợ tao mua mấy cái gập lòng rồi tao gài nó là xong chứ gì. Dạ Tía cũng mới qua. Ừ, Tía cũng tính điện thoại cho con, bữa nay có đoàn khách nước ngoài kêu con qua con phụ với má con. Dạ hồi tối hôm qua má nói con rồi nên sáng nay con mới qua sớm vậy á. Ừ thôi để ở nhà chơi đi nha. Tía đi đám dỗ nhà bà Tám cái. Tía gì? Tía đi đám dỗ nhà bà Tám á, coi bển có mèo con không, Tía bắt gì cho con nha. Chị vậy? Thì để con đem về nhà nè cho có mèo á, tiếng mèo chuột nghe nó sợ. Ừ để tao hỏi coi có không. Dạ ở nhà chơi nghe con. Dạ. Đồ mới mua chưa có mặt chứ chưa mà nó cắn bấy á, chưa nó lòi đâu mà dơ hầy. Than cái gì, nó cắn thì nó cũng đã cắn rồi. Tía mới về hả Tía? Ừ. Tía xin được mèo con cho con chưa? Không có con mèo. Vậy hả? Con này nè, chơi đỡ đi. Trời đất ơi, con kêu Tía xin mèo con về để cho con bắt chuột, Tía đem búp bê về làm chi? Bà không có con mèo, rồi bà cho con này nè. Thôi chơi đỡ đi, chừng nào có mèo đổi. Mới chăm sao chưa ra màu nữa em? Thì chăm anh phải chờ nó chút chứ sao, mới đổ vô cái uống liền rồi sao nó ra được. Thơm ta. Thơm không? Em mới mua trà mới đó. Bảy, chị Bảy. Tám. Này, mày đặt cái búp bê vậy? Đâu có, em chơi rồi nào. Cho chị á. Chị Bảy mày lớn rồi, làm như con nít vậy. Không, búp bê là người ta cho Tía đem về, kêu em đem qua đây nè để cho con Cóc nó chơi. Gì vậy? Cóc là con trai, tự nhiên cho nó chơi búp bê là sao? Nói gì nữa. Thì tin là vậy mà. Con trai á là chơi xe hay là chơi siêu nhân, khi nào là con gái kìa mới chơi búp bê. Trời ơi,
Anh mà không lấy ngay ít bữa nữa mà tám má biết được á, má chửi anh tắt bếp luôn á. Cho cũng ép người. Mà chị thấy con búp bê này cũng đẹp quá ha. Thôi nha. Được anh ha. Không có cho con nhỏ chơi ba này nha. Thì em nói nó đẹp chứ em nói cho con nhỏ chơi đâu. Để em trên ngay tủ cho nó đẹp nhà đẹp cửa ha. Đúng rồi đó. Rồi biết đâu mai mốt chị đẻ thêm đứa con gái nữa để dành cho nó chơi gần sao. Thì cũng đẹp chứ bộ. Kỳ trời. Hey. Trời con ba. Tèo. Tèo. Anh thằng ơi trời. Làm hết hồn anh Tèo. Mày mới làm tao hết hồn anh Vía. Là muốn đứng tim luôn. Bộ lúc này tim yếu lắm hả? Đang hồi hộp. Anh coi gì vậy? Coi phim. Phim gì hay không? Bao hay luôn mày. Em coi với phim gì vậy? Kinh dị, hồi hộp, sợ hết hồn hết vía. Annabelle. Không coi đâu. Tưởng đâu phim gì hài hài vui vui coi. Chứ coi ba kinh dị này tối lỡ nằm mơ. Mày bởi không biết gì chứ. Đàn ông trai gì dài năm tất gọng thân 10 thước cao đi sợ không dám coi phim kinh dị. Kệ em đi. Ừ kệ mày cũng đúng rồi. Mày có 1 thước gửi à chứ đâu 10 thước không sợ ma. Làm gì cái cao 10 thước. Em mét 6 mấy là chứ không phải 1 thước rưỡi nha. Ôi nhưng mà tao nói mày nghe nè, mày coi đi, nó sợ thiệt đúng không? Tao cũng sợ vậy. Nhưng mà cái cảm giác á, cảm giác mình ngồi mình tập trung mình căng thẳng, sợ không biết con ma nó ra khúc nào, rồi không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều khi á mình tưởng tượng là con ma nó đứng trong vòng vòng mình đã lắm, cảm giác nó đã lắm luôn á. Làm lố quá, làm như em chưa từng coi phim ma kinh dị. Không, nhưng mà phim này hay lắm. Giờ tao mở cho mày coi, bảo đảm hay. Coi sợ gì, để coi nó kinh dị cỡ nào. Đó, tao coi tới khúc này rồi nè. Ý, bình thường. Nè, mèo mèo. Rồi. Bởi mặt sợ kìa. Nè, con mèo này. Hồi chưa coi phim gì nhập tâm quá, chắc giờ quan tưởng luôn. Không có gì ngủ sáng mai ra buồn. Không có gì xa bình thật. Không có gì. Tao mới kiếm được bộ phim mới hay lắm, hay hơn bộ phim bữa hôm tao mày coi nữa. Cái ma nữa hả?
Chứ không lẽ rủ mày coi quạt quà. Đây tao mở cho coi nè. Thôi em không coi đâu, để bữa nào rảnh coi nha. Gì bẩn gì? Em về giữ vợ cho con đi công chuyện. Cái gì? Không phải. Em giữ vợ không phải, em giữ con cho vợ em đi công chuyện. Điện thoại nãy giờ mà em chưa về kịp. Thôi em về bữa khác coi. Chị mày lắm nè. Hôm qua cái đồ coi dữ lắm mà ta. Sao nó không coi? Ok mày không coi thì thôi. Làm uổng công qua tao thức tao kiếm phim mới cho mày coi. Tao kiếm phim mới tao coi một mình. Mốt tao kể cho mày tức chơi. Qua không có gì ta. Không có gì. Không có gì, không có gì, không có gì. Sao được mà tự nhiên? Phải có ai đụng nó thì nó mới rớt xuống được chứ. Với lại nó vô lý gì nữa nè. Em để cái chén ở trong đây này vậy nè, chứ có phải để mép ở ngoài đây mà nó rớt nó bể được. Có cái chén bể không mà em suy nghĩ chi cho mắc công như vậy. Kể đi. Cái vấn đề ở đây không phải là cái chén, mà là cái lý do tại sao nó rớt xuống thì nó bể đây nè. Cái chén ai tiếc làm cái gì? Em đứng dậy đi. Để em dọn cho. Em qua nhà má đón nhỏ đi. Trời, ôi đi lẹ đi, chưa rồi nhỏ nó đói em. Thank you.
Đúng rồi. Tại vì con gái nó chùm sợ ma luôn. Không tin thử bữa nào mày rủ nó coi phim ma đi. Mày không sợ ma mà mày sợ vợ mày á. Mắc chứng gì coi phim ma sợ vợ em. Thì tại nó sợ ma quá đó. Mới có chút xíu gì cái nó la lên cái. Mày hết hồn mày sợ. Nhưng mà em đang thắc mắc nè. Thắc mắc tại sao tự nhiên cái chén nó lại rớt được. Thì ma. Tao nói với mày, cái con búp bê nhà mày là con búp bê ma. Làm gì có anh ơi. Ma là không có thiệt. Ma chỉ là vô mình tưởng tượng ra thôi. Mày nói như vậy là sai lầm luôn á. Giờ tao hỏi mày nè. Trong nhà mày đó giờ đâu có tiếng động gì lạ đúng không? Tự nhiên từ ngày mày rước con búp bê ra về, cái trong nhà có tiếng động lạ đúng không? Đúng. Nói ma không có thiệt anh ơi. Tao tức mày ghê á. Mày không nhớ ông bà già xưa mình kể hả? Kể gì? Khi một người chết đi sẽ biến thành ma. Trong sách gọi là linh hồn vậy đó. Đó. Mà con ma đó nó còn dướng mắt. Nó còn vấn vương. Nó cù bơ cù bất. Nó không nơi nương tựa. Mà nó cù bơ cù bất thì nó phải kiếm chỗ trốn. Kiếm chỗ núp. Nó núp trong bụi tre. Không thì là nó núp trên cái đọt cây. Mà đặc biệt mà nó khoái trốn vô con búp bê. Lúc đó con búp bê đồ chơi nó sẽ biến thành con búp bê ma. Ghê quá vậy. Anh bê ơi, lại ăn cơm với em nè anh bê. Lao không? Ma quỷ gì đây? Trời đất ơi. Tưởng chuyện gì vậy mình cũng la làng lên nữa. Hồi nào giờ con không có sợ ma. Mà con nghe ông Tèo ông diễn tả thấy ông sợ tiếng. Trời, từ hồi nhỏ tới lớn không sợ ma. Giờ nghe Tèo diễn tả tự nhiên ấn ấn là sao? Tiếp, ông còn nói nha. Nhiều khi có mấy người mà ghét mình nha. Cái yếm xì bùa vô búp bê. Rồi cho mình cái đem về cái búp bê nó quậy phá gia đình mình đó tiếp. Chắc kiểu này là bà Tám bà ghét gia đình mình nè. Mệt mày quá. Ở đâu mà nghe lời thằng Tèo. Nó hù tụi bay đó. Ma khỏ gì đây hả? Đúng rồi đó. Bà Tám bả mà nghe anh nói câu đó hả? Bả cạo đầu khô anh với anh Tèo luôn. Rồi thả trôi xong đó. Anh. Ừ. Anh thấy áo đẹp không? Ờ đẹp. Này đứa nè. Đẹp không? Ừ đẹp. Này đi ra đám cưới đẹp á. Chị Bảy. Ừ, đây sắp mình gối đâu đây? Ờ em. À. Cái kiểu này là làm gì tí giận tí đuổi đi không cho ngủ nhà phải không? Nói đi anh qua anh xin lỗi giùm cho. Thôi nè. Dạ không. Em thì lâu lâu xin qua ngủ nhà anh chị bữa vậy mà. Với lại tía má nãy bển nó đi hết trơn rồi. Đường khách hôm nay cũng không có. Em qua đây em ngủ. Ủa Tám, tía má đi đâu vậy? Dạ tía nói tía đi công chuyện đó chị. Rồi tuần nào tía gì ạ? Dạ như là ngày mai á chị. Nhắc mới nhớ à. Anh cũng nghe tía má nói vậy á. Mai về. Dạ. Chị cho em ngủ nhận đêm nha. Thì ngủ đi. Coi gì đâu anh em mình. Dạ. Thôi anh với anh Tám ngồi nói chuyện đi. Rồi con ngủ sớm. Dạ. Mà anh, tí nữa anh đi lấy cái giọng cho ông Tám nó ngủ nghe. Anh biết rồi. Ngủ chứ đi. Dặn tí má chưa? Rồi yên tâm đi, dặn kỹ rồi. Rồi chú hồi ra kéo cái giọng vô ngủ nha. Anh vô giọng trước mà công xin nghỉ. Anh biết rồi. Dạ ơi. Thank you.
Dạ. Nghe tới gì khác được nữa. Dạ. Chị á, chị bậy. Dạ, bà. Ủa, sao em ở đây? Em đi tìm anh. Chị đi tìm anh chi? Má. Con mèo. Ủa, con mèo hả? Kỳ á. Vậy cuối cùng là con mèo quang chứ không phải con búp bê ma hả? Không. Làm em nghe lời anh hả? Em năn nỉ tám gãy lưỡi luôn. Nó mới chịu qua gần phụ với em. Kết cục lặn mèo. Chưa chắc. Nhiều khi cái lúc mà mày với con Tám Tràng rình á, vô tình con mèo chạy ngang thôi. Mày rình nữa đi. Ngày nào cũng rình, thế nào cũng như lời tao nói, búp bê ma cho coi. Ê. Nhiều khi là con ma nó nhập vô trong con mèo luôn mày. Không mệt em quá. Em khẳng định một lần cuối với anh, búp bê của em rất là bình thường, không phải là búp bê ma. Em nói anh nghe nè, từ đây trở về sau nha, anh đừng có hồng hù mai với em. Ê, có tiền mày. Ráng ngoan nha, bắt chuột trong nhà anh nhiều nhiều đi. Rồi cái anh lấy tấp mỡ cho ăn. Mà nhà anh nào giờ đâu có ăn tấp mỡ đâu mà có. Thôi, để anh kêu má nấu cá cho cưng ăn ha. Từ hồi mày có con mèo tới giờ, tao thấy mày thương con mèo hơn cả bản thân mày nha Tám. Tía kỳ ghê luôn á. Con là con của tía, còn con mèo nó chỉ là vật nuôi thôi à. Tía so sánh gì ngộ sức. Thấy mày thương mèo quá, giỡn thôi. Đúng rồi đó tía. Từ bữa bắt nó về đây tới giờ, con nhiều buồn ngủ gặp chiếu manh vậy đó. Thì dễ dỗ cho nó đi. Thôi chắc nó đói rồi tía ơi. Để con vô con xúc cơm cho nó ăn mới được. Cho nó ăn nhiều nhiều cho nó no nha. Để nó đói á, đi lục lạo tùm lum chén bát đó. Rồi nói ma rồi sợ ma đi. Dạ.
gán làm kiếm tiền mời. Em ơi. Dạ. Ba giùm chị bánh xe với. Ê, chị lấy xe đem nhắc chị ơi. Vô vô trong rồi nghỉ mệt rồi chị. Chị ngồi đây nè chị. Rồi, dạ cảm ơn. Ba giùm chị bánh sau. Có gì bơm giùm chị bánh trước luôn nha. Chị yên tâm đi, ở đây tụi em làm đầy đủ. Giá là phải có bơm chị. Rồi, 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 rồi. Ok, ok. Ủa mà nhìn là tụi em ở đâu sao lạ vậy? À, dạ, tụi em ở xứ xa tới chị ơi. Khu đó nghèo quá. Có hai anh em à, mồ côi cha mẹ nương tựa nhau mà sống. Cho nên là có nghề sửa xe nè. Tới đây dựng lên rồi sửa kiếm thêm. Thấy thương ghê không? Mà tụi em á về xóm này là đúng rồi. Bà con ở đây thương nhau dữ lắm. Vậy thì mừng quá chị. À, dạ chào anh hai. Ờ, thím ơi. Đó ngồi đây vậy nè. Dạ em đi ăn đám giỗ gần đây nè. Xui quá xe bị bể bánh. Dạ. Dạ chú ơi, chú có cần gì không? Không. Đi ngang đây thấy tự nhiên có ai che cái liều lên đây rồi ghé coi chơi vậy thôi. Dạ. À, tụi con ở xứ xa tới có ngày sửa xe nên về đây dựng lên để sửa kiếm thêm. Có gì chú chỉ dạy em con. Ờ, đâu có gì, cứ làm ăn đàng hoàng thôi. Dạ chú coi sửa xe nha. À, anh đi mua cà phê cho chú hai. Đó, thôi, thôi được rồi. Rồi dạ. Thứ 10 ở sửa xe nha. Dạ anh hai về. Rồi, rồi cảm ơn chú. Rồi rồi chú đi nha. Dạ con chào chú. Rồi, rồi. Chết rồi chị ơi. Sao? Nè chị coi nè, cái đinh nó đâm hư cái vòi luôn rồi. Kiểu này chị phải thay cái ruột xe mới á. Trời ơi sao mà xui dữ vậy. Thôi em thay ruột cho chị luôn đi. Ê mày, hay là mình đừng làm mấy này nữa. Tao thấy tội quá. Mày khùng hả? Mày nghĩ sao không làm? Trời trời, mới có mấy cú mày nhát rồi chú. Tao sợ bị nghiệp quật á mày. Không có nghiệp nào quật mà tao quýnh mày trước á. Mày nghĩ sao vậy? Trong bao nhiêu công việc hồi đó giờ anh em mình làm á, cái này là an toàn nhất nè. Cái này là cái ổn định nhất nè. Giờ tao với mày phải bám trụ thôi chứ biết làm sao. Nếu mà hồi xưa á, không có cờ bạc thì đâu có ra nông nổi này đâu. Mày hối hận hả? Giờ mới hận có kịp không? Bây giờ mỗi hận hai thằng cũng đi làm vậy nè. Đừng hối hận nữa, bây giờ lo mà cố gắng làm. Làm lẹ đi. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mai mơn man trên đôi môi. Ây da. Trời ơi. Ôi, chết cái chân tôi rồi. Bị cái gì không biết nữa. Trời ơi, mềm xèo rồi. Hả? Vinh Châu rồi hả? Chú hai, chú hai. Cái gì vậy Tèo? Có tình mới. Chắc mới không? Mới. Ở địa bàn mình hay địa bàn khác? Địa bàn mình, vòng vòng xóm mình thôi. Tin gì báo rồi? Tự nhiên bà con xóm mình đi đường sẽ hư quá trời luôn. Bữa hổm là chú Sáu Lùng nè, cô Mười Ơn nè, rồi Bích nè, rồi chị Hai Hường nữa nè, con điều tra hết trơn luôn rồi. Sao? Tình gì mới? Bà biết lâu rồi. Không phải, nhưng mà xe của mấy người đó bị chung một bệnh nè. Bị bệnh cán đinh chứ gì? Biết luôn hả? Sao? Đó, cán đinh bể bánh xe luôn. Ừ. Nhưng mà cái ý con nói á là tự nhiên cái ai cũng bị cán đinh. Mà đặc biệt là đó giờ đường quê mình làm gì có đinh đâu. Con chạy xe hàng ngày có bị gì. Xong rồi anh trai. Em là kiểm tra kỹ càng luôn á. Hên là chiếc xe anh còn giá được nha. Chứ không thay cái ruột là tốn tiền nữa. Trời đất ơi. Cái ruột xe của tôi mới thay mấy ngày nay. Gần 200 ngàn đó ông. Bởi vậy tụi em biết cho nên nghe em làm kỹ lắm. Đâu dám thay ruột tốn tiền anh chết. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi thôi nhiêu tiền tôi gửi luôn nè. À, vậy 50 anh trai. Cái gì? Trời đất ơi. Giá cái lũ xe chút xíu 50 ngàn. Trời đất. Có gì đâu anh trai. Tại em kiểm tra xe rồi em coi em thấy lũng hai lỗ lận. Giá vậy là em lấy tiền
thủ tục rồi thôi chứ em không lấy tiền công em luôn á. Thôi đi, nói mấy ông cỡ nào nói cũng được, đâu tới đây rồi sửa xe rồi thấy lạ rồi ăn mắt. Chứ tôi thiệt nha, qua bên tèo giá bên kìa, chừng 10.000, 15.000 à. Thôi 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 thôi, muốn giá đâu thì mới mốt đi giá nha, còn giờ trả tiền đi em trai, xong hết rồi. Nè, nói 50 đi. Cái cây nữa nè Thèo. Nè con, nãy giờ lụm quá trời luôn nè chú hai. Kỳ ta, cái này mà bà con chạy qua chạy lại tao nói nghe, cán lên nó xì cái lớp xe đó, té chết luôn đó. Đúng rồi, quá trời lạ luôn chú bộ. Thí dụ có mấy cái này á thì một hai cây thôi, mà cái này nó không có đơn độc một mình, mà nó kéo cả nguyên gia đình dòng họ nó đi luôn nè. Hay là người ta làm gớt cái bịch đựng mấy cái này ta? Có đâu, rớt thì nguyên bịch thì nó nằm chỗ. Còn này mày thấy không, xa xa cái để đều vậy nè. Vì cái vụ này sao kỳ ta, xứ xẻo lá mình hồi nào tới giờ đâu thấy vụ này đâu. Chú hai, con nghi là có người gái mấy cái này á. Để làm gì mày? Xe xì vỏ là xe hư, xe hư là phải đem vô tiệm sửa, mà xe càng hư nhiều á thì người ta có càng nhiều tiền. Thôi đi, để xe người ta cán lên xì vỏ té chết ta sao mày? Vừa bắt tại tay người ta, mình nghi tầm bậy tầm bạ, tội chết. Dạ. Bây giờ tao thấy vậy nè, mày ở không á, mày về mày nghiên cứu cái máy hút đinh đi. Mày kéo dài dài, đinh chỗ nào có đinh có này, ba cái sắt này là nó dính vô. Anh Tèo. Ủa, mới về tính đặng? Em mới về 2 ngày nay rồi. Ủa, anh làm gì mà nhìn ngộ quá vậy? Máy hút đinh. Máy hút đinh chị? Trời ơi, tao thấy cái gài đường quê của mình á, cái khúc chỗ tiệm sửa xe của mới mở đó, bà con mình đi ngang đó bị bể bánh xe hoài à. Tao nghi là chỗ đó có đinh đồ này kia đó, nên tao chế cái máy này để mà tao hút á. Vĩnh nha, Vĩnh nha. Ê, nãy giờ nó hút khá đinh rồi đó. Vĩnh dắt chắc vô. Quá giỏi luôn. Được quá nha. Ê. 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 Gì mày? Gì vậy? Tụi bay bớt sớ rớ vô chuyện người khác được không? Sớ rớ gì là gì? Ê, hey, cái này là của anh Tèo, anh sáng chế rồi nha. Mày ở đâu mày xen vô? Muốn gì vậy? Tao không nói tới chuyện sáng chế. Ê, 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 chơi gì không đẹp cái mày xe tao mần ăn đó. Mày muốn cái gì? Ở đâu ra kiếm chuyện? Ra đây nè, chơi tay đôi với tao. Bỏ ngay xuống. Ở đây tao không cần đẹp với thằng nào hết. Tao chả cần liêm sĩ gì đây. Tao thấy tụi bay rảnh rỗi quá, không có việc làm đúng không? Tao cho tụi bay có việc làm. Chứ mày muốn gì? Hả? Ê, muốn ê, gì ê, 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 ê. Làm gì mày? Giữa ban ngày ban mặt muốn đánh ai đánh hả mày? Muốn không? Tao báo công an giờ nè. Hên cho thằng bay á, tao nể tình ông già, tao tha cho tụi bay. Coi chừng tao đó. Muốn gì vậy hả? Mày ngồi lại đây. Đồ dục côn. Chuyện gì á? Con đâu biết đâu, tự nhiên hai con đang chạy cái nước ra nó chặn đường, nói là tụi con không có được xíu chuyện gì của nó á. Đúng rồi đó tía. Rồi hai đứa bay có gây thù chuốc quán gì với ai không? Không. Con có biết nó là ai đâu mà gây thù chuốc quán với nó. Biết nó thằng nào không? Con cũng không biết luôn nữa, nó lạ quắc rồi những chặn đường tụi con á.
Sao vậy? Có hàng ranh nó phá đám kìa. Đâu? Làm thế nó không định hả? Ủa sao tụi nó biết ta? Làm sao tao biết được? Nhưng mà tao không để yên đâu. Rồi giờ tính sao? Miếng cơm manh áo của tao mà dám bắt đổ à? Thì tí này không tha đâu. Mày đợi đi. Giờ mày tính sao? Mày tính sao nữa? Dứt hàng đó, hàng nó sao cản được việc tao? Ê, tao nghĩ vậy nè. Hay là bây giờ tao với mày qua bên chú Hai đi, hỏi coi có cái công việc nào mà đàng hoàng đó hai thằng sinh mà làm. Chứ bây giờ hai thằng lớn rồi, làm gì hoài không được đâu mày. Thôi mày đi mình mày đi. Mày nghĩ sao vậy? Đang làm cái này yên ổn, tự nhiên cái bây giờ bỏ đi qua bắt Hai xin việc, còn mày nhắm mày làm được nhiêu? Mày đi đi. Thằng tí này đó giờ chưa biết cúi đầu trước ai. Mày cũng vậy giùm tao một cái xủ. Chú Hai, con mới phát hiện một điều hết sức bất ngờ chú Hai. Cái gì nói lẹ đi. Mới sáng sớm mày qua đây mày câu giờ không à? Đây nè, từ từ. Đây là cây đinh con mới mua ngoài chợ, còn mới toanh luôn. Thì đúng ở nơi cái đinh nè. Còn ba cái này con lụm. Cái này là vít. Vít. Cái này nè, có dấu cắt mài dũa đàng hoàng, vì là có ý đồ. Đó, con thấy nó kỳ quá. Con mới đi hỏi mấy cái chủ tiệm bán ốc vít của xóm mình, đâu có ai bán cái này đâu. Cái này là do người làm á. Phải không mày? Thiệt. Mà đặc biệt nha chú Hai, mấy cái này nó chỉ xuất hiện ở cái khúc đường mà ở tiệm sửa xe của hai ông đó thôi. Chắc không? Chắc. Con tin vào linh cảm của con, và chú Hai phải tin linh cảm của con. Chú Hai đâu à? Tao phải đi kiểm chứng cái linh cảm của mày. Cho con theo với. Lên đường. Mày đi cẩn thận nha Tèo. Đạp đến phong rồi gánh giật chết như vậy. Dạ. Mắt tao kém, bữa nay sao tao nhìn không thấy cây đinh nào chứ gì? Cái đường này đó là đá không nè, mày nhìn thấy đinh rõ lắm, sau này không thấy tao. Còn mắt mày tỏ, mày kiếm kỹ coi Tèo. Chú Hai. Ừ? Hay là tại cái bữa hổm cùng chạy cái máy hút đinh dài dài đường á, chắc hút hết rồi á. Dám lắm à. Dĩ đỡ bà con mình lắm á nghe. Chú Hai, chú Hai. Như sao? Chú Hai ơi. Nè. Trời Phật ơi. Mấy thằng này sao nó khôn dữ thần vậy trời. Bữa nay nó chơi dưới cái lá này nè, nó lấy cái lá đẩy lại nè, thấy không? Ai đi ngang đâu có nhìn thấy cái đinh đâu. Đứng đâu có lá rụng, cán lên đây nè xì nè. Chú Hai, giờ mình làm sao vậy? Tao có cách rồi. Hả? Tiếp tiếp chú Hai.
tĩnh nha. Dạ dạ. Để tao làm việc. Dạ. Dạ dừng xe mày ơi. À, chú hai. Dạ dùm chú xe ơi. Dạ 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 dạ. À, đẩy xe đi. Ê cẩn thận cẩn thận. À, chú hai ngồi chú hai. Cháu nó chở đi công chuyện. Mới đi ngang đây cán cái đinh xẹp cái vỏ. À dạ. Có giá giùm chú hai. Rồi 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 rồi. Em lấy đầu giá xe. Chú hai ngồi chú hai. Ờ. Tèo. Dạ tèo tèo tèo. À lấy ghế ngồi tèo tèo. Cảm ơn. Chú hai ngồi đi chú hai nắng nôi xa xôi quá chú hai hả? Được được được. À chú hai ngồi nghỉ cho khỏe. Tèo tèo ngồi đi tèo. Dạ dạ dạ. Ui. Cái này làm ăn được không? À, dạ được chú hai. Ừ. Để nghe nó giá cho nó giá nhanh lắm rồi chú hai tranh thủ đi cho kịp chuyện. Bữa nay chú hai khỏe chú hai? Khỏe. Dạ. Chú hai khỏe là vui rồi. Ừ. Coi làm kỹ nghe Sú ơi. Rồi rồi rồi. Ủa nó bị gì con? Cán đinh hay gì vậy? Cán đinh rồi chú hai ơi. Gần đây á, cái xóm này á, bà con ai người ta cũng bị cán đinh hết trơn á. À, không biết chắc mấy thằng thợ nào nó sửa nhà hay rồi nó đem đinh rồi lỡ nó rớt hay sao chú hai ơi, chứ đường này thấy thanh bình đi ngắn quá trời. Cũng tính đi lên xã rồi báo cho công an xã ta biết, lên ta xuống ta coi coi ai mà chơi mà ác nhân thất đức gì không biết. Chi mà mất công chú hai đi xa xôi. Chú hai rơi kỳ cục. Rồi thôi đi công chuyện dưới xã chú hai. Ờ đi công chuyện dưới xã. Quay. Chú hai. Gì? Coi. Có không? Ở đây coi. Cái này giống như cái cán cái vỏ xe tao nè. Bà con người ta hổng ra người ta cán cái này nhiều lắm nè. Mà tại sao nó có trong cái chỗ tụi bay? À, sao không biết được chú hai? Chắc đâu đó gì giống giống thôi chứ. Cái nè y chang nè, dấu cát y hịch nè. Sao có chỗ mày? Ở đây ngoài đường có. chắc là trùng hợp á chú hai. Ba cái này kiểu giống giống nhau đâu có gì đâu lạ. Nè nè nè. Anh đừng có cãi. Bây giờ anh nói đi, cái này với cái này nó có liên hệ gì với nhau? Anh mà nó giống giọng như mặt anh á. Tèo. Sủ ơi, sao có mấy cái cây đinh gì chú hai nói đây à em? Đó, mấy cái đinh đó bữa con lụm ngoài đìa nè chú hai. Con sợ người dân người ta đi ngang qua người ta cán á chú hai. Sợ tội người ta. Phải không mày? Chú hai, đang có sợ quá chú đừng có tin. Nãy giờ tao cũng để ý nghe. Hai thằng bay nói chuyện á, không đứa nào dám dòm ngay mặt tao hết á. Còn là dòm xuống đất không à. Cặp mắt thì láo lia láo lịa, không dám nhìn ai, là chứng tỏ là cái con người làm cái chuyện gian dối mới không dám nhìn ta. Đâu có đâu, chắc tại nắng nôi nè, mắt con yếu á chú hai, rồi chắc dị ứng với nắng á, cho nên là nãy giờ con khum khum né chú hai ơi. Cái biểu hiện của tụi bay á tao đoán không bao giờ sai được. Còn cái thùng đó đó, mỗi lần mà khi tao bước vô đây đó, tao thấy tụi bay làm gì hé 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 cái đem dấu nó quang bên là sao, không dám mở ra cho người ta coi. Tèo mở cái thùng đó ra coi gì trong đó. Dạ đâu có gì đâu, ba thùng đồ nghề dọn dẹp đi em ơi. Đồ nghề của tôi không mà. Đúng rồi. Để coi cái gì trong đó. Trời ơi chú hai ơi. Chú hai. Một bọc luôn nè chú hai. Đây nè. Đây nè đây 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 đây. Cái này đâu ra? Đó. Có phải tự tụi bay làm không? Từ đầu tao đã nghi rồi. Tao vô đây tao nói tụi bay làm ăn đàng hoàng đi. Làm ăn cho nó chân chính đi. Thấy không? Tụi bà con đây tao ủng hộ tụi bay. Tại sao mình trai tráng có sức khỏe không lựa công việc làm ăn cho nó đàng hoàng, làm chi ba cái chuyện hèn hạ này, xấu hổ nhục nhã này, hại người vô lương tâm, mất đạo đức là sao? Tụi bay rải đinh ngoài này nè, đặng cho xe ta cán lên, ta bể vỏ, vô đây tụi bay giá, tụi bay lấy tiền. Nói như con mười bỏ hổm đó, vô đây cái tụi bay nói là ruột hư này thế khác, tụi bay chặt 120. Tám là đây giá cái vỏ xe lũng con lỗ tụi bay quất 50. À, hai lỗ lận chú hai. Hai lỗ hay ba lỗ gì? Ở đây nông thôn người ta ăn lỗ 5.000, 10.000 thôi. Người ta không để người ta nghi. Mà người ta chưa bắt quả tang tôi chưa dám nói. Nè cái này chẳng qua nó lụm thôi. Thì chú hai qua chú hai nói vậy chết tụi con rồi. Nè ông không có được cãi chài cãi cối nghe. Ông mà hổn tôi quýnh không á.
nè, còn anh nữa, tự nhiên cái đổi thừa người ta. Đổi thừa người ta nào? Bây giờ còn cãi không? Chứ giờ mày bị cái gì? Thì bữa thủ nó giá xe rồi nó bỏ quên cái kéo rồi đi đá trúng đứt chân như sao chú hai? Có phải rải đinh ngoài lộ nè, rồi đi rồi tự đạp nè, coi như là gãy ống đập lưng ống chứ gì. Đừng có qua mắt tao, bữa hôm tao với thằng Tèo lụm được cái đinh ngoài kia kìa, còn dính máu đàng hoàng. Nè mày thì giống ai chứ? Cải thiện phải không? Tao đi mời công an xuống đây. Đi chú hai, đi chú hai. Chú hai đừng báo công an chú hai, con xin chú hai. Con xin lỗi chú hai. Tại hồi xưa tụi con lỡ xa cơ, tụi con mới làm vậy, tụi con kiếm sống rồi chú hai. Tụi con không muốn vậy đâu chú. Tụi bay sức chai chán, kiếm công chuyện gì cho đàng hoàng tao làm đi. Đừng có tưởng tao không biết, thấy không? Mày qua mắt được một người thôi, chứ mày không qua mắt được cái xã này đâu. Tao biểu tụi bay làm ăn cho đàng hoàng đi, thấy không? Làm ăn cho chân chính đi. Rồi bà con ở đây nè, người ta ủng hộ cho mình làm. Thấy hoàn cảnh tụi bay á, không có gia đình, tới đây đi làm ăn. Người ta đâu có nói đâu, nhưng mà tụi bay làm cái chuyện bất nhân thất đức, phải không? Thì làm ăn sao lâu dài được? Mình sống cho nó thật đi, nó mới tồn tại lâu dài. Còn giả dối này á, không có tồn tại, sớm muộn cũng bị ta lật mặt nạ ra. Tụi con xin lỗi chú hai, tại vì tụi con lỡ xa cơ, con mới làm mấy cái chuyện này thôi, chứ tụi con đâu có muốn đâu chú hai. Chú hai tha cho tụi con một lần đi chú hai, mai mốt tụi con không làm gì nữa đâu. Mày xuống đây coi. Không được chú hai, báo công an đi chú hai. Chú hai, con xin chú hai mà. Chú hai tha cho tụi con một lần này thôi chú hai. Tụi con hứa là từ nãy tụi con làm ăn đàng hoàng, còn mấy cái đinh này á, mai mốt tụi con hút hết. Tụi con không có để ai đi ngang mà cán được nữa đâu chú hai. Chú hai thương tụi con, chú hai tha lỗi cho tụi con nè chú hai. Anh Tèo, anh tha lỗi cho em đi anh Tèo. Tụi bay hứa nghe. Dạ. Dạ. Tao cho hai ngày nữa phải đi lụm cho hết ba cái đinh này nè, thấy không? Lụm mai hút gì đó tụi bay làm sao làm, thấy không? Dạ dạ, con hứa với chú hai. Rồi trở lại làm ăn lương thiện đàng hoàng. Còn không á là tao báo công an á. Dạ. Dạ. Ê, xấu. Mày cho tao nghỉ chứ đi, nắng quá mệt quá mày. Bây giờ mày làm được không? Làm xong đi thì nghỉ, còn không mày đi sức khác mày ở. Mày cho tao nghỉ chứ đi, trời nắng quá chịu không nổi. Bây giờ mày làm được không? Một bữa tao thấy thằng Tý nó chửi thằng Sủ. Bữa nay đó, thằng Sủ nó chửi thằng Tý, thằng Tý nó nghe lời mày. Đúng rồi. Giờ cá yếu thành mạnh, còn cái mạnh xuống làm yếu rồi chú hai ơi. Đúng rồi, đời. Chú hai, anh Tèo. Ủa, sao mày không ở ngoài mày làm với thằng Sủ mày vô đây vậy? Nó đang ngoài nó hút đinh đó chú hai. Kệ đi, để làm đi. Vô đây làm gì? Đây, giá xe miễn phí, hiểu cho phụ anh Tèo. Để lỡ thằng Sủ nó hút đinh không hết á, ta cán xì thêm giá. Nói công chuộc tội chứ, thấy không hai? Đúng rồi, mình mới thấy mình sai, mình sửa chứ đâu có gì. Dạ. Đây rồi, đây em nha anh Tèo. Yeah, giá xe miễn phí. Đứng đi đi, có gì phụ tao. Ok. Chi mà ông hai ông chịu chụp hình thì hay biết mấy ha. Làm gì ngồi nói chuyện mình rồi cười túm tím vậy? Có làm gì đâu. Hôm nay uống gì vậy? Mật ong rồi chơi hả? Ủa, nghĩ gì mà uống mật ong? Thấy cái bụng nó không êm, pha miếng mật ong uống nữa. Lâu lâu uống mật ong cho nó thông đường ruột. Mật ong tốt lắm á. Sao bà không uống đi, còn nhóc chồng á, uống cho đẹp da đẹp tóc rồi chứ. Tôi già rồi, uống chi? Giờ có đẹp da đẹp tóc á, đâu ai ngắm nữa đâu. Anh nè, anh ngắm em hằng đêm hằng ngày nè. Hả? Thì mình ngắm mình trước đi.
Má. Ừ? Con có này cho má coi nè. Đâu? Nè. Đó. Mèn ơi, anh chị này á, nhìn là cũng lớn tuổi lắm rồi nè, mà sao nhìn tình tứ ghê luôn á. Bởi con nói nha, có già tới đâu đi chăng nữa mà yêu thương nhau á, lên hình lúc nào cũng đẹp cũng tình tứ hết á. Nhìn hay ghê á. Má. Hả? Hay là má với Tiết làm bộ y chang vậy đi. Má với Tía. Dạ. Chụp giống vậy. Đúng rồi. Ôi, ôi kỳ lắm. Ôi tự nhiên chụp hình. Ôi trời ơi, kỳ lắm không được. Kỳ quá. Kỳ cái gì, chụp đi để làm kỷ niệm chứ người ta chụp rần rần đó. Ủa, con nắm gì cười hoài á? Cái gì á? Bị gì? Có bị gì đâu. Con cười. Tôi thích tôi cười. Mà có nghe gì không? Nghe gì là nghe gì? Nghe mùi gì không? Nồi cá kìa. Chết rồi, cái nồi cá của tôi. Sao sao không tắt giùm tôi? Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết tôi rồi. Có cá không lo, lo ngồi đi cười. Anh. Ừ? Anh hay tin gì chưa? Tin gì em? Thì cái vụ của má. Má nào? Má lúa. Rồi sao? Má định làm lễ hấp hôn á. Gì? Gì đâu mà anh bất ngờ. Hấp hôn là mấy người trên Sài Gòn người ta làm thôi, còn mình xéo lá này nào giờ có ai làm đâu em. Anh mắc cười quá. Trên Sài Gòn người ta làm được thì dưới quê người ta làm cũng được chứ can gì. Mà em cũng biết cái tính tía anh rồi. Thì em cũng biết. Nhưng mà hồi bữa em để ý á, em thấy nha, trong sâu thẳm con mắt của má mình á, kiểu nó ước ao được làm lễ hấp hôn lắm luôn á. Cái này ai bày ra vậy? Em á. Ông. Gì? Ở sông trên đó, chú Tám ông mới chụp hình đẹp lắm. Chán nhân da ổi má nổi sóng thần rồi còn chụp hình chụp thiết gì nữa. Chụp hình làm kỷ niệm. Chứ kệ người ta đi, mất gì ta chụp đó, mà nói tôi chi. Nhưng mà nghe nói tôi cũng thích. Thích thì chụp. Vậy nghe. Vậy ông hứa rồi đó, bữa nào tôi với ông chụp. À, làm ơn bà bỏ cái ý tưởng đó giùm tôi đi. Tôi không có chụp chét gì hết trơn á. Ủa sao vậy, ông mới nói ông thích mà. Tôi nói người ta kìa. Nhưng mà tôi thích. Bà thích thì bà. Thôi tôi đi. Má. Ở đâu về ạ? Dạ, con ở nhà mới qua chứ đâu đi đâu đâu. Bộ má có chuyện gì buồn hả? Đâu có, con nhìn lên cái là con biết liền đúng không? Tía mày rầy má cái vụ chụp hình đó. Tía nói sao má? Ông nói là còn may, đằng này á ông không thèm trả lời trả vốn gì hết, không thèm để ý cái lời của má nói luôn. Ông coi như lời má nói không có giá trị gì hết. Mà sao con thấy tía ngộ ghê á. Giờ lã thời nào rồi,
còn cổ hủ ba chuyện này chi không biết nữa. Bữa vậy mới nói cái tính tía bà vậy á, không dễ gì mà thay đổi được ổng đâu. Ổng muốn thì làm, mà không muốn là ổng không cho làm. Vậy á mà thôi, mắt cũng không cần, cho chụp thì chụp, không chụp thôi. Má, con mới mua cái máy chụp hình, dành tiền mua được á. Vậy đó hả? Dạ dạ. Biết tiết kiệm quá chứ. Thì coi nè. Ồ trời ơi, máy đẹp dữ vậy ta. Đẹp không tiếc? Tiếc hả? Tiếc muốn chụp hình không? Hình gì? Thì chụp hình kỷ niệm cho tía má đó. Trời đất ơi, vậy là má mày có đồng minh nữa rồi đó. Hiện tại con thấy má thích, rồi con tính kêu tía chụp chung. Với lại tía má lâu rồi nè, đâu có chụp tấm hình nào kỷ niệm đâu. Bả suối phải không? Dạ, đâu có. Gì vậy? Cười cười hó hó, ghê quá à, vô duyên à. Trời ơi, thì con vui con cười, cô không vui thì thôi. Tự nhiên cái không ai chụp hình cho cô, cái tự nhiên giận lây cho con. Ai nói mày tao giận? Không giận sao sáng giờ mặt mày hầm hầm nè. Mày lãng xẹ không à? Làm gì có bộ hình không mà làm gì mà giận? Tao thích á thì tao kiếm người chụp chung với tao, có nhầm nhò gì đâu. Trời ơi. À ha, mình thích thì mình chụp thì mình kiếm người chụp chung thôi. Ê, cơ gài chú Vũ đi đâu rồi ta? Không có thấy qua quán gì hết trơn trội. Ông bận công chuyện của ông đi làm ăn chứ đâu ở không như mày đâu mà ngồi lê đôi mắt không gì tèo. Chị chú hai. Cà phê ít đường hả anh? Ừ. Dạ. Chú hai. Gì? Con có chuyện mới, nhiều chuyện nè. Chuyện gì? Con nghe đồn chú với thêm hai chuẩn bị chụp hình hấp hồn luôn. Trời Phật ơi, ai nói với mày cái tèo? Trời ơi, cả sớm ta đồn cần cần kìa. Cái chuyện của tao tao chưa biết mà mày nói cả sớm này ta đồn rần rần là mày nói sao? Nãy của Hồng mới kể con, chú với thêm hai đi chợ sắm mấy thước vải nè, rồi mai hai bộ dài đỏ chát luôn ra. Xong rồi cái mướn xe ngựa nè, mướn kiệu nè, mua lồng đèn rồi tá lả chân đúng không? Mày với bà Hồng ở không quá à. Tối ngày suy nghĩ ra cái chuyện độc độc không ha. Chuyện bé xé ra cho to, có một thì nói cho tới 10. Con kiến thì biến thành con voi. Có đâu chú hai. Tao không có chụp chẹt gì hết trơn á. Sao chú hai không chụp đi? Nhiều khi thím hai khoái vậy rồi sao? Chụp đi. Dạ đâu làm trò cười cho ta hả? Đâu có đâu cười. Đó giờ sớm mình chưa có chuyện mà hai chồng già rồi chụp hình rồi hấp hôn rồi này kia. Giờ chú với thím hai mở đường tiên phong đi, cho bà con người ta làm theo. Tao nói không là không nha. Chụp đi. Rất nhiều chuyện tao đập mất dịch luôn á. Ừ. Cà phê của anh nè. Ừ. Dạ. Anh hai. Gì? Có phải anh với chị hai chụp hình hấp hôn không? Nữa hả? Ê, tới giờ chúng ta bắt đầu làm việc nha. Kính thưa đại gia đình, các thành viên trong gia đình có mặt hôm nay, hôm nay tôi mở một cái cuộc họp đột xuất để giải quyết một cái vấn đề rất là quan trọng trong gia đình chúng ta. Là có một thành viên đề xuất là chụp hình hấp hôn. Tôi thấy cái đề xuất này không có vô trọng tâm, không có hợp lý. À, thành thử tôi bác bỏ cái ý kiến mà chụp hình hấp hôn này. Tôi dứt khoát là không, là không. Đề nghị là các thành viên xem xét lại. Ông nói xong chưa? Tôi hết ý kiến rồi đó. Giờ ý kiến tôi nè. Đề nghị phát biểu. Ông nói cái gì? Cái gì mà vô lý? Hả? Ông thấy ông có kỳ cục không? Ông thấy ông quá kỳ cục không? Cứ nói đi, cứ nói đi. Cái chuyện hấp hôn mà tôi nói mà ông không chịu như thế nào thì ông cứ nói tôi mắc mới ông hợp gia đình. Rồi ông nói trước mặt con cái là ông nói cái người nào là người nào. Sao ông nói thẳng tôi nè. Bây giờ thành viên phát biểu xong chưa? Xong.
Bây giờ tao hỏi thành viên nè, trên thế gian này thiếu gì cái chuyện làm, phải không? Mà tại sao không chịu làm? Đi nghe lời, đi nghe lời các thành viên nhí xuống dục đó, làm ba cái chuyện tào lao đó đó. Dạ rồi, còn chụp hình cái gì nữa, hấp hôn cái gì nữa mà hấp, phải không? Thành viên nói hết chưa? Rồi. Giờ tới thành viên này nói nè. Tôi không có nghe theo thành viên nhí nào, thành viên nhỏ nào hết. Đó là ý của tôi. Nghe. Ủa? Tôi muốn chụp hình vì tôi thấy tôi còn đẹp. Còn mấy người già, mấy người thấy mình xấu, không tự tin để chụp hình thì thôi đi. Mắc gì mà cấm mà không cho tôi hấp hôn? Là sao? Ý gì? Không tự tin để cho người ta chụp, đúng không? Tía, con thấy mấy người lớn tuổi mà vợ chồng á, họ thường chụp hình làm kỷ niệm lắm tía, mà toàn hình đẹp không à? Dạ đúng rồi tía. Có không? Có. Dạ, dạ đây tía. Đây. Có người già đó tía. Có. Ủa? Ủa sao giống vợ chồng mày quá vậy? Đúng rồi, vợ chồng con đó tía. Trời đất ơi, vợ chồng mày sao chụp tôi thấy già hơn vợ chồng tao vậy? Dạ là cái này á, con xài cái app trẻ thành già mà già thành trẻ. Dạ, vợ chồng anh Bảy con xài app nghe tía. Còn con nè, con có máy chụp hình chuyên nghiệp đàng hoàng, còn biết Photoshop nữa. Trời ơi, con mà chỉnh lên cho tía má đó nha, đẹp lộng lẫy như tài tử luôn á. Rồi nhăn cỡ như má mày gì cũng sửa cũng được luôn hả? Được luôn tía. Mà tía, tía sẵn tám tàng chụp hình đẹp nè, với lại nhà mình cảnh cũng đẹp nữa, mình có nguyên cái homestay toàn là cảnh thơ mộng, rồi hai vợ chồng tía má mang đồ thiệt đẹp ra chụp để làm kỷ niệm. Dạ. Đó, ông nghĩ lại đi, hồi ông cưới tôi đó, ông có chụp cho tôi tấm hình nào không, có bộ ảnh cưới nào không? Máy đâu, hồi đó máy đâu chụp? Lớn tuổi rồi, giờ muốn chụp bộ ảnh kỷ niệm ông cũng không chịu, ông cũng không đồng ý. Ông nghĩ đi, từ hồi nào tới giờ ông có chịu tôi cái gì không? Tía. Tía. Bên tía má vợ con nè, cũng đang định làm bộ ảnh hấp hôn với tía. Tía tía, với lại á là tía má của con á sắm đồ đẹp hết rồi. Dạ. Rồi hai bác Tư ha, còn kêu con làm thợ chụp hình giùm nữa đó tía. Thiệt không? Dạ thiệt. Thiệt. Vậy thì thôi thôi, giờ hết hứng rồi, giờ không chụp chiếc gì nữa hết trơn á, giờ tôi không muốn chụp nữa. Muốn làm gì làm luôn đi. Má. Má. Rồi. Xong luôn. Đụng tới trái bơm nổ chậm. Chụp thôi. Sợ. Ừ, bà Tư. Tư Măng. Rau ngon quá em. Rau thấy ngon quá trời luôn. Xanh dần luôn. Không có một cái cọng nào mà sâu hết. Nó luộc hả? Hay xào mỡ? Lúa pha trà mật ong cho Măng uống nè, uống đi cho đẹp da. Đau bụng quá. Tư, anh bị đau bụng quá, vô lấy cho anh viên Panadol anh uống rồi. Rồi, xong. Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ chức dở khóc nói gì. Chúc mừng mày lúa ơi. Ôi trời. Thank you.
có di tản má tụi bay đi chưa? Dạ, tí yên tâm, vợ con chở má qua bên nhà má vợ, rủ nấu cà ghi rồi. Còn Tám, chuẩn bị an toàn chu đáo không? Tía cứ yên tâm đi, con sắp xếp mọi thứ đúng như tiêu chí của tía luôn. Không lầy, không lố, vui vẻ tiết kiệm, mà ấn tượng khó phai. Miễn đừng có người lạ xuất hiện là được rồi. Vậy thôi, mình làm liền đi tía, để không thôi nguội hết á. Hấp hôn thì hấp hôn, hấp hôn cũng như hấp cá, hấp gà đâu gì. Dạ. Anh Bảy, chuẩn bị. Ok, tía. Được chưa? Rồi bắt đầu cho tía nha. Rồi tạo kiểu đi tía ơi. Từ từ tay đau để tôi chống mình chút. 1, 2, 3. Đó rồi kiểu khác nè tía. Đánh đèn không? Đánh đèn không? Đánh đèn luôn, đánh đèn luôn. Đánh đèn. Rồi vô nha. Rồi đèn vô nha. Rồi cười lên tía ơi. Đó 1, 2, 3. Ôi ôi, nhìn như tài tử vậy đó. Đánh đèn. Rồi kiểu khác nè tía. 1, 2, 3. Rồi vuốt tóc đi tía. Rồi 1, 2, 3. Rồi nhanh đi má. Chụp máy. Chụp vừa đi luôn. Rồi, hai ba cười cho má ơi. Rồi chị Bảy cười lên. Đẹp chân dạ, chân dạ. Qua đây. Hả? Để má chụp không? Riêng nha má nha, làm riêng nha. Đẹp lên, đó. Hai ba cười tươi. Hai ba, đó, cười lên. Rồi. Tay của má thẳng ra đi má, cho nó đẹp dài ra. Để lên. Khoan, đợi xíu. Khoan. Rồi, giúp cho má đi. Rồi. Cái chân dài ra. Mấy má còn mình chụp luôn, không cần tía luôn. Chị Bảy cười lên nè. Rồi, rồi. Lại dán tiếp má ơi. Đây. Rồi, đứng đi má. Má đứng đi má. Đứng đi má. Đứng bên đây có cái ông sen nè anh. Đứng đây đi, đứng đây dễ hơn con nè. Đứng đây, dễ hơn. Ê, đấy tay để kỳ quá. Đấy. Tay vậy nè. Tay vậy nè. Đó. Đây rồi, đúng dạ. Rồi. Rồi đúng rồi. Hai ba. Hai ba đó. Quá xứng, quá xứng. Đó, đẹp quá má ơi. Nói không có được, mà hai người phải cãi không. Mặc bộ đồ này vô chi mà cho nó mệt muốn chết. Giờ chắc phải suy nghĩ cách khác rồi tí rồi. Dạ. Bỏ tay bà này luôn. Làm gì anh em bay quy tụ đông hả? Má. Vụ gì đây? Má mở ra coi thử đi. Cái gì vậy? Má coi đi. Bất ngờ không má? Ý cha, đẹp dữ. Đẹp nè. Má nè. Đẹp quá trời ha. Ồ, sao có hình tía Bảy đây ạ? Thì mấy nay má giận tía, má không chịu chụp chung. Thì con canh con chụp lén tía với má. Nhưng mà không có tía Bảy ở đây là hay hơn nè. Má muốn chụp mình má thôi. Ồ, má không thích hả? Nếu má không thích, Tám, lấy bỏ đi. Ê, giỡn hoài. Đẹp, đẹp. Giờ có hình mình mới nhìn thấy được mình nè. Chứ ổng đứng gần má ổng đâu thấy đâu. Bây giờ nhìn vô hình mới thấy hai người đứng với nhau xứng quá trời. Con mấy đứa con giỏi, mình sướng gì đâu á. Hình đẹp quá trời luôn nè. Má, cái cuốn album này nè là anh Bảy với chị Bảy đi mua về đó. Rồi hình nó tự rửa tự dán vô luôn. Nhưng mà còn ý tưởng, má biết của ai không? Ai vậy? Đây. Tèn 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 tèn. Mình yêu nhau mấy tuổi xuân rồi. Shit.
Vừa lòng bà chưa? Năn nỉ hoài không hết giận, tôi mới suy nghĩ ra làm cách này nè, để cho bà có hình làm kỷ niệm đó. Tôi đâu nghĩ ông thông minh dữ. Trời đất ơi, không thông minh sao làm chồng mà được bà Tư. Tôi thiệt bà, lúc đầu tôi nghĩ vợ chồng mình sống mấy chục năm nay đó, nghĩa nặng tình sâu, mình hiểu nhau là đủ rồi. Tôi đâu có tính tới bà có vụ chụp hình chụp viết này chứ. Vậy sao tính nghĩ ra này chi? Tại tôi thương bà, tôi yêu bà, tôi sợ bà giận. Cuộc đời của hai lúa này á, từ nhỏ lớn chưa biết sợ, mà tôi sợ bà giận nhất. Sáng mở mặt bà không đứng, bà không nói tiếng nào, ngày đó tôi ăn cơm không ngon. Dạ. Quốc phát kỷ niệm coi. Rồi, vô nha. Rồi, có nha, rồi, tía mắt, cười lên nha. Một, hai, ba.